Toàn mặc đồng phục. Hello, hello các bạn nha. Ai có rồi đi vô, ai có rồi đi vô nè. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái buổi quân đội trong này hôm nay có một cái buổi vận chuyển vũ khí cho bên cảnh sát ha. Và những người lính như mình sẽ đi hộ tống và bảo vệ con xe đó. Rồi, hello các bạn nha. Nãy mình không có thấy chat, mình nhìn bên kia mình nhìn nhìn nhầm qua. Bên gì thắng rồi, cho xin bánh nước thắng rồi. Ai vậy? Không nào Không, nào qua nè, kế bên mày nè. Rồi, hello các bạn, có phát lại nha, có phát ôi lại, có tôi phát nhớ lại. mày rồi. Chết chết nhiều quá không đọc kịp luôn. Hello, hello các bạn nha. Giờ đang đứng đợi xếp hàng cái kiểu đợi xếp hàng dẫn dắt anh em đi cái đã. Này xe đây rồi xe trong kia nữa nha các bạn. Trời mưa luôn rồi. Mình không hiểu sao là mỗi lần mà liên quan tới những cái gì đó, ông trời cũng đều mưa hết trơn luôn. Lát quá đâu có lát đâu, bình thường mà mượt mà đúng rồi các bạn đâu có lát đâu hả các bạn. Hello các bạn nha. Hiện tại là mình đang chơi bên Đừng server nói gì vậy ba, SRB nha các chừng gì bạn, quá hết. và server hiện tại đang có 124 người đang trong thời gian bị bóp mạng, và hôm nay là chủ nhật luôn mà 124 người như này hơi delay một xíu rồi đó, tại vì dạo này bóp mạng các bạn đứt cáp á. Giờ này nó hơi delay một xíu để bình thử mình chấm cái coi chối hơi hơi chấm nó hơi hơi delay nhẹ một xíu Bảo thôi, vệ nào, kiểu bảo mình vệ chát này. xong mà tầm khoảng một giây sau nó mới nhảy ra, do giờ này mạng nó bị bóp rồi, với lại giờ này nhiều người xài quá, nó chủ nhật là cũng đông, cho nên là các bạn có gì mà thấy game nó bị giật giật thì thông cảm ha. Stream là mình nghĩ chắc nó không có bị lag lắm đâu, chỉ có bị giật cho server lag thôi, do bị đứt mạng đứt cáp thôi. Bóp miết mà tầm tuần trước anh còn không vô được game nữa, tầm khoảng 7 giờ tới 11 giờ không vô được luôn. Đang chơi bên server SRB nha các bạn. Đây, 123 người online, các bạn mình có để cái link hướng dẫn cho nó vào server ở dưới cái video này á. Đang xem tập 77 làm gì tới 77 đâu, mới có 47 mà. cảm ơn ghi với lại cảm ơn các bạn đáng xem lúc nãy nha, nãy nhìn mà quên không không có không có nhớ lúc nãy. Có úp lại like có, nếu mà mượt mà thì có úp lại, còn nếu mà không có gì thì không có úp đâu. Bây giờ chắc là đang đợi bên cảnh sát qua, vì cảnh sát qua thì bắt đầu mới đi cảnh sát hộ tống cái đồ này đi từ bển qua. Tính ra mà đi mấy ông này cũng làm ổng rùm beng quá, thành ra bây giờ sợ bị cướp, sợ bị băng đảng cướp á các bạn. Mang cái đăng lại không? Có thể có nha. Chơi server không, giờ này anh chơi server giờ này hổm rày anh chơi server này thực sự là một cái server khá là đáng chơi nha các bạn, có nhiều cái tính năng hay và nó cũng rất là giống với SMB lúc xưa nữa, cho nên là mình hiện tại là đặt đích ngồi đây rồi. Ông trùm buôn vũ khí xuyên quốc gia hợp lý ta, có nên mình dứt mấy ông này xong rồi mình đi lấy cái con xe vũ khí rồi mình đi trốn không ta, thành ông trùm buôn vũ khí không ta. Thôi nhưng mà từ từ để mình làm anh cảnh sát tốt bụng cái đã, làm thời gian đã nha, làm thời gian nữa rồi 11 mình mới làm thêm để xem là cảnh sát có vui không, rồi nào là cảnh sát mình vui thì mình làm tiếp, còn không vui thì mình sẽ qua giang hồ. Đây kìa, phía sau có, ủa mấy ông cảnh sát không đi đường nào tới vậy? Hình như mình không nghe nói nữa rồi. Rồi Su 30. Anh đâu có được cái thẩm quyền để lái máy bay đâu, anh lính mới mới đi vô nghĩa vụ, đi vô quân sự học nghĩa vụ quân sự mà làm gì có cái nghĩa vụ, làm gì có quyền nào mà lái máy bay đâu, lái đó máy bay người ta chửi chết. Kìa kìa cảnh sát vô được kìa, bay đông ấy. Anh cảnh sát tốt bụng, anh cảnh sát
Hello. Mình kêu toàn sự quá thôi mà các bạn ơi. Lính đặc nhiệm xin xịn luôn mà. Mình đây toàn là mấy anh lính bình thường, không có giáp, không có gì hết trơn. Bên kia mặc giáp đồ, Dạ mặc tôi nghe, dạ tôi nghe nhìn kính nhìn ban có. đêm đồ. Tập này có bi không? Không, tập sau có. À, các bạn hẹn các bạn ngày mai các bạn sẽ xem diễn biến của ông Bi nha. Bắn rớt cái mũ của đội trưởng đi. Anh bắn xong rồi ông sút anh luôn ạ. À. Ông treo lên cây cờ, ông cột, ông kéo lên luôn á. Mà ông Hào đã mất tiêu rồi. Ở đây có đàn em ổng à. Mờ quá, lát quá. Có lát không các bạn, hay là chỉ có một số ít nhỏ bạn thôi, tại vì nếu mà bị như vậy thì các bạn do là mạng á, hoặc là các bạn thì chỉnh chất lượng lên nha. Mình stream mà chất lượng là 1080, nhưng mà đứng yên thì nó không có lát đâu, chạy xe nó mới vỡ vỡ xíu thôi. Nhờ xếp hàng xin là hai con xe. Chắc không đâu, xếp hàng mà xin là xếp hàng lấy luôn á. Xếp hàng gian lắm. Thôi để mốt mình kiếm xe khác. Mấy xe đó chơi làm gì, xe dỗm. Mình mốt mình kiếm xe xịn hơn, các bạn yên tâm. Mà chỉ có hình như một số bạn lát á, là do các bạn đã bị mạng yếu thôi. Đợi mày, ông nói lâu quá. Đang đứng ở đây nha. À, khi mà các bạn vô quân đội thì các bạn sẽ hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của người chỉ huy nha. À, ông Hào Trọc ông kêu mình là đứng ở đây đợi, thì bây giờ mình phải đứng đây đợi chứ không có đi ra chỗ khác. Đi chỗ khác là bị phạt, bắt chạy vòng vòng á. Bị bình thường á là mình chạy là chỉ có chạy tập chạy là chạy vòng cái sân nhỏ thôi, còn nếu mà các bạn làm gì sai là các bạn chạy nguyên một cái sân sân bay bự chảng luôn. Đây nè, các bạn chạy từ ở trên này không có bản đồ, chạy từ khúc này nè xuống đây vòng lên bự chảng luôn. Mình không có mạo hiểm để mình bị phạt đâu. Committing hả? À, để coi tuần sau được không ta? Nếu mà được thì tuần sau anh sẽ mở một cái committing trong này và anh sẽ kiếm một con xe để người thắng cuộc được con xe đó luôn nha. Mình đua theo dạng là 1-1 và kiểu như là bên khi mà đua theo kiểu từ người này đua với người này xong rồi người thắng cuộc sẽ vô vòng trong á, thì tìm ra người cuối cùng sẽ được một con xe, phần thưởng là một con xe với tiền. Không biết là bây giờ mình có thể đây. Không biết là mình có thể ra mình lấy xe bắt đầu cho các bạn xem không ta. Vậy tất cả nghe rõ kế hoạch kìa. Để ổng bàn kế hoạch cái đã. Nè, nãy mấy bạn kêu mình chào mà. Rồi đợi nghe kế hoạch. Dù nhau. Alo alo, có ai bàn kế hoạch không? Có ai bàn kế hoạch không? À, là cái sẽ có ba xe, sẽ có ba xe, là một xe là chính, còn hai xe kia là Ở ghi giàu ta, ở ghi sẽ kêu máy yếu, nó nghèo lắm, đến đặc nãy giờ biệt hai lần nha, rồi giàu hả ta. là mình chỉ bảo vệ đúng một cái chiếc xe chính thôi, còn hai xe kia cho nó dụ được kia cho nó À, mạnh. là xe chim mồi đúng không anh? Đúng 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 cái gì không? Ok, Có ba Đúng đúng xe. đúng Cần để ông Di ra nghe điện thoại gọi đầu chọc nha. Đâu, hôm nay má không có đi bơi, yên tâm mọi người cứ yên tâm. Qua Có lưu đi lại đi không ạ? còn Chắc là hai có, ta chắc là có. bài ba xe lớn luôn à, căng lại Không đi xe bọc thép mà sếp. Ủa sao thép Ủa, đâu? có xe bọc thép. Người mình bọc thép ai vậy? Xe của ai à? Giờ này xe của ai? Này sếp Này, cho đi xe bự luôn rồi, xe khác bự mới chứ chở sao? hết chứ. Xe của sếp chỉ có 4 người à? Xe bự hôm nay sếp không cho đi rồi. Sếp giấu hàng kỹ Bắn quá. thủng lốp xe, mấy xe này Hồi mai mới thôi đi rồi. lục bỏ giữ Mai cho mới được đi chết. một phép anh em ơi. Mà bữa nay. Ui, lát phát cho mỗi người À, vô ca. đặt xe vào cháy quá. Phải hồi vô được rồi. một hồi anh em mình bắn rác rác lên nha, đừng Ông bắn nào trúng dùng đồng cơ đội là kêu được. hot fan gì ta? Có cần bắn giống như clip của Nhật Duy không Duy? Thôi thôi cảm ơn, không cần đâu. Ai tự tin lái xe tốt trong này vậy? Anh Duy này. Chào Tôi sếp hả? Hào thái gì vậy? Tôi Sếp Hào. Trời, thế Yeah. hả đó? Lão. Đó luôn vậy? Đó luôn, 1 mét. Ok. À,
hai ba nha, quay qua anh em có dám giết tôi không? anh em chĩa súng vào đâu. Thằng quỷ này nó treo đầu mình 1 triệu mà các bạn ơi. Thằng cổ hồ này nó treo đầu mình 1 triệu kìa. Kè kè, nghiêm túc kè, sếp tới kìa. Đó, sếp ơi, tụi này nó giỡn sếp ơi. Mọi người như mọi người 10 cái, 10 cái đúng không? 10 cái chia đôi đúng không? 10 cái mỗi thứ nè. Chị bác mượn vậy? Chị dạo cho ba, mọi người 5 cái ăn đủ no rồi ba ơi. Không biết là 10, 1 hàng. Chơi đâu? 1 hàng 10 cái. Cái gì mà lên hết 18 vậy? Xuống đi, xuống đi. Để coi mình có đói bụng xuống không. Xuống đi trời. À, ôi trời ơi, nước hết nước luôn, đứng trời mưa mà hết nước luôn các bạn. Đầu hàng lấy thôi. Sang mở 55-59. Ok, thôi một hồi đang bắn lộn mà chết đói nhục lắm á. Ok, sao rồi? Ok, đợt trước thì vẫn nằm bệnh viện thôi, còn sau này thì các bạn xem từ từ các bạn sẽ biết. Giờ lái xe. Hai cái gì? Bây giờ để sếp phổ biến rồi đã. Đâu rồi, ông sếp chọc đâu rồi? Mới thấy ông Lượng đây đâu mất tiêu rồi. Lắc quá không thấy gì luôn. Kìa, như ổng kìa, ổng chạy kìa. Tắm mưa hồi bệnh luôn á. Mưa hoài. Rồi. Bật tắt cái đó F11 nha các bạn, F11 nó sẽ bật và tắt. Nè, bữa mới mua xe xong nè, tôi rút mấy triệu tôi mua xe tôi còn có 7 triệu à. Tôi tăng bốc đầu á đúng không? Đúng không? À, các bạn nếu mà thích những cái series GTA Fireplay này thì đừng quên like và cũng như là đăng ký kênh mình và share video để giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like stream này nhiều nhiều nha. Bấm nút like nhiều vô. Anh em ăn uống tao bu cứ đi quân sự, tao bu ra rồi, tao bu đi quân sự ra rồi. Trọc bây giờ hình như trọc vô nhà nước rồi sao á, bữa mới thấy trọc ở nhà nước xong. Còn ai thiếu gì nữa không? Mà các bạn chỉnh lên chất lượng 1080 nha, tại vì giờ này mạng lag có khi là YouTube nó tự chỉnh xuống chất lượng 720 hay là 480 nó bị mờ á. Sắp xong hết rồi. Sắp hết rồi nè. Đang bắn với delay. Tôi đang nghĩ tới cái cảnh mà anh em mình đang bắn nhau mà delay xong anh em mình tự bắn nhau luôn á. Rồi anh em chỉ ra đi hết rồi đó. Giống clip của Nhật Duy. Nào. Ông ai chưa có trên đây nè. Ông là ông nào vậy? Ông là ông nào vậy? Để hình để tôi là gửi cho ông xem. Thôi, ngu gì nói ông nội. Anh em không có chơi bắn nha, anh em không có chơi bắn tôi như vậy nha. Trời cái trước, lấy cái đầu 10 triệu. Lấy cái đầu 1 triệu rồi. Kì lên xe di chuyển kìa, lên xe di chuyển kìa, lên xe di chuyển kìa mọi người. Đi. Ủa sếp Hào ơi, em có chạy xe không? Đi ơi. Ơi sao sếp? Ủa sao 4 xe dữ người ta? Xe vậy? Xe một xe của Lê ơi, đi. Sao sếp nghe ông sếp, đúng không? Đâu mà Lê đi, có xe riêng rồi. Lên Quy ơi. Xe này hả sếp ơi? Ô, mình được lái xe nè các bạn. Ô, ông sếp cho mình lái con xe này luôn. Con xe này như đây là con xe mà chở đồ hay sao á, tại vì các bạn nhìn cái màu của nó nè, cái màu nó rất là đặc biệt so với những cái con xe khác. Cái màu nó đặc biệt lắm. Vậy mình đi lái xe à? Ừ, con xe cũng ngồi kế bên luôn nè. Anh ơi, lái xe đây không gọi máy anh. Lên mọi người. Okay. Có thể mọi người chưa biết. Có thể mọi người chưa biết là con xe này mình lật một cái là anh em mình lật ra hết nha. Ông xe lại, chống vậy. Duy ơi, thôi ông đừng kiếm mấy cái thằng ông bắn đi. Thôi bây giờ chơi đâu Nhật Duy 5 triệu bên Thiên Thanh láo đi chứ. Láo. Bây giờ đi chưa sếp? Ok, lái xe đi Duy. Ủa xe này đi trước luôn hay là mấy xe kia đi trước? Xe này cứ đi trước đi, rồi bọn đi sẽ đến đầu thôi mà. Đúng rồi, phải cho chim mồi đi trước chứ các bạn, tại sao lại cho... Khi nào đủ rồi di chuyển xíu đi. Để còn xe nào chống đi. À, đúng ra là xe này là xe chuyển hàng luôn nè các bạn. Còn xe kia là xe chim mồi thôi á. Ờ hai xe kia lên, đợi hai xe kia. Xe nào đủ rồi dừng rồi. Sếp ơi em thấy trước mặt có gì đó nha sếp ơi. Quẹo luôn, dễ quẹo mình ơi, đúng rồi quẹo. Từ để dừng mình ra cái này các bạn. Tụi chốt bàn. Đi. Đấy, không cho mấy ông kia đi trước, mấy ông sẽ quát đi trước, mấy ông sẽ quát đi trước mở đường nhá. Sẽ quát đi trước mở đường. Đúng rồi. Cảnh sát sẽ quát đi trước mở đường nhá. Không có đèn. Đó, ok vậy mới đúng nè. Chứ lúc nãy là tự nhiên cho con xe quan trọng nhất đi đầu. Đấy, tao cùng lên mời.
giờ nghe giọng sếp Hào mà không thấy sếp Hào ta. Đây cái xe quân sự đợi đợi. Đâu sếp Hào không ngoài đâu. Ôi trời, cái thằng này lái hay cái gì? Lái thảo vô đây luôn rồi. Ngồi lên. Rồi, bắt đầu đi nha các bạn. Hiện tại vẫn chưa có thị trường mới nha. Không ai vậy. Những like hai lần thôi, like một lần thôi, đừng có like hai lần. Mày chốt đây chưa thôi. Mày chốt. Một bay đằng sau là cái xe bình thường là xe cảnh sát thiệt nha mọi người. Chốt đàn là cứ xe bên mình nha. Kìa kìa, mấy thanh niên lực lượng ô tô qua kìa. Nó xe chỉ quay cho nó xe không ai ngồi kìa. Này có thêm ra làn trái luôn nha, tất cả xe chạy làn trái ngoài xe cùng luôn nha. Không cho xe nào đi sau đít nè. Như có chiếc xe sau đít chạy lên nè. Ê có chiếc thăng nó rớt xuống kìa. Ê à, chiếc thăng nó. Ê chiếc thăng nó bị ghê quá các bạn ơi, chiếc thăng nó bị cái gì kìa. Chiếc thăng cảnh sát là thăng bình thường vậy. Chiếc thăng là chiếc thăng gì vậy? Sao nó bay bay nó rớt xuống nhìn ghê quá. Ui. Vô luôn. Con lát. Tính năm nay mình thấy mọi người mượt lắm á, mọi người chạy xe mượt, mượt ơi là mượt luôn. Đấy. Anh cái gì? Hả? Sao vậy? Bạn cùng thuyền của anh chạy xe cảnh sát ngoài lề kìa anh. Đâu rồi, đâu rồi? Thì anh, thấy lên. À. Thấy rồi, thấy rồi. Xe này chở hơi đông cho nên hơi nặng. Nào mà có biến là mọi người nhảy xuống nha, để tôi chạy xe này tôi giấu cho. Cái gì có điều khiển trực thăng xe đỏ gì không vậy? Ừ, có trực thăng luôn à. Xe này bắt đầu bắt đầu em kêu ông lọc hết trơn luôn á. Con xe này bắt đầu là mấy ông lọc á, ông té giếng hết trơn. Mấy lộn chạy xe đuôi đụng má. Ông chịu đợi chứ gì, thang lộn có thằng lên nè, có thằng lên nè. Sao chỉ có xe dừng đúng không? Ờ, sao có xe dừng, hai xe đi lên rồi, bắt đầu lên rồi. Giờ mà ai mà chặn đầu xe là bắt đầu dừng xuống, rút súng ra bắn luôn nha các bạn. Bắn dọa thôi, đừng có bắn. Tại vì đây là chiến không hàng bắn luôn, kệ nó. Tại vì đây là chiến hàng của bắn vào xe thôi nha, đừng bắn vào người nữa. Quân đội đừng chuyển qua cho cảnh sát á các bạn. Bắn hù dọa anh. Ai ôi. Như lái xe kiểu gì ngã ôi. Chết rồi. Đi ơi. Hả? Sao á? Ngã rồi kìa. Ủa? Đằng sau ngã rồi. Đằng sau ngã rồi. mọi người bị delay hả? Xe chạy bình thường mà. Rơi luôn địa. Bị delay á, ông đó bị delay rồi. Ông đó bị delay rồi. Ờ, chiếc xe chạy bình thường nè, mọi người ngồi bình thường mà. Có ai rước không? Có ai rước ông đi? Ai quay lại rước ông đi? Đang chạy bộ lên rồi. Đợi. Xe nhỏ quay lại rước đi. Xe nhỏ quay lại rước đi, mọi người đi tiếp. Một đây quay lại rồi. Tôi phát con nửa cây máu. Cái này do delay rồi ông ơi, chứ tôi chạy đâu có lao xuống đâu. Rồi tôi đi. Đi thẳng mà. Sao trời hết sương rồi lại mưa, sao cứ mưa rồi lại sương. Chứ có ngày mưa quanh năm suốt tháng luôn trời. Mỗi lần tôi chơi là nó mưa. Xe mà nó đậu hai bên nó đợi xe quân đội đi ngang luôn kìa anh em. À nào, không có chơi bài trốn lên trước. Khi nào mà nó bắn trước rồi mình sức. Sếp Hào chạy đi đâu, chạy heo nha anh em. Sếp Hào chơi bài trốn đó. Sếp Hào sẽ chết lắm. Trốn như mà bắn chết rồi mất. Ông chết là không ai lãnh đạo hết trơn á. Rồi lên, mình sẽ đi trốn giống Sếp Hào để lên chết. Có phát lại nha các bạn, có phát lại nha. Nó vô mình khai Sếp Hào, chổng cho giết Sếp Hào đi, mình lên đại tướng. Mà thấy bình yên mà đâu có thấy ai cũng bố gì đâu. Thấy bình yên mà. Bây giờ là mình qua thẳng đồn hay là mình đi lấy hàng á sếp ơi? Mình lấy hàng xong mới thấy chứ. Lấy hàng. Bây giờ hay là xe chưa có hàng á? Ủa mình tưởng có hàng rồi chứ, xe chưa có hàng các bạn ơi. Bây giờ thì chúng nó cướp thì chúng nó thắng thì chúng nó cũng về tay không. Làm nãy giờ tôi có tưởng đâu là xe này có hàng rồi. Ông nội thôi chạy ngược chiều, lát giá có xe nào đâm xuống chết. Thôi trời, người ta là này người ta bảo vệ diệt tiếng. Người ta gọi là bảo vệ diệt tiếng. Đi theo ông cảnh sát đúng không? Đi theo ông cảnh sát đúng không? Cứ đi xe đầu là đi theo xe đầu là được. Ok.
Con xe này nó khá là đẹp nha các bạn. Cái gì vậy? May là xe này chở nặng, thắng còn ăn á. Đang chạy thanh niên trên lao xuống hết hộ luôn các bạn. Rớt mất thằng cảnh sát rồi. Rớt cảnh sát rồi. Đu mỏi tay quá. Đu mỏi tay quá. Mấy ông nội này đu mệt quá. Đu mỏi tay quá, thế là quên mất tay. Lỡ quên mất tay vậy thôi, anh là té luôn. Thử vui gây ra tâm ngã không? Kêu Khang quay lại đón kìa. Ô, oh, có xe kia nó chặn đường luôn các bạn. Xịn sao. Có phát lại nha các bạn, có phát lại nha. Có phát lại. Mời để các bạn thuận trên chất lượng video lên. Ui. Rồi. Tiếp tục di chuyện, tiếp tục di chuyện đi. Chuyển đi, chuyển đi. Sếp ơi, họ không có xe dẫn đường sếp ơi. Bắn nhau rồi các bạn, bắn nhau rồi, nổ súng rồi. Bắn người ta luôn. Chưa gì nổ súng. Xe nào quá. Hai ông ở sau một xe đi trước đi, rồi xe chở đông người kẹp giữa. Mấy ông cảnh sát sợ vậy. Đù hả mày, đông như mấy đù chân. Mấy ông lùm xe đủ, mấy ông lùm xe chạy kia. Rồi có xe dẫn đường rồi, ok, đi tiếp nè. Xe đầy xe rip đợi, từ ơi, xe rip đợi, công an nó lên dẫn đường ơi. Cứ tắp vô lề, đi lên trước, đường. Anh là bác sĩ nhưng mà sau cái hôm mà đi lấy hàng cho Bi là anh không có còn trong bác sĩ nữa. Dứt câu luôn. Thì anh ngủ mất tiêu rồi. Này thì blue, này thì treo đầu. Dứt câu hàng đó đụng luôn. Server mình đang chơi là server SRB nha các bạn. Đọc tiếng Việt là SRB á. Và giờ này đang có 115 người. Tầm giờ này là tầm bị bóp mạng rồi. Đứt cáp rất mạng á. Cho nên là hơi khó, một lượng lớn người đang không vô được. Người quen hiện tại là thời gian gần đây với lại sau này thì mình đặt đứt ngõ server này nha các bạn, tại vì trong này có rất nhiều cái để chơi ơi, và cái hệ thống nó cũng khá là đã hơn so với mấy cái file em. Mấy ông đu đó mà chạy mà dính vô mấy cái cục điện á, lọt hết chân luôn. Thế rồi còn nửa bình thế này tí nữa bắn đâu thì gì giờ. Xe chở anh em tôi không có dám drift, anh em có cho tôi drift không? Nghĩ. Rớt này. Drift một cái là xuống vực hết. Ô, mọi người dẫn đường đâu mất tiêu hết trơn rồi. Ai gì rớt đông nữa kìa. Phải rớt hay mong nữa kìa. Rớt kìa. Rồi, quảng cáo VIP luôn kìa. Cái xe kia cứ từ từ đừng có chạy nữa, đợi đồng đội lên. Anh em tập trung cướp xe vũ khí quân đội để chia nhau xài nè. Cứ lại đợi kệ nó, chạy bullet chạy kệ mình đợi người thôi. VIP luôn kìa. Chuẩn bị nha, coi chừng á, coi chừng có giang hồ kéo tới á. Tiếp tục di chuyển, đừng có dừng lại. Di chuyển đi, chứ đợi. Trực thăng này là trực thăng của cá nhân mà đúng không ta, đâu phải trực thăng cảnh sát đâu. Nó mà trực thăng cảnh sát thì mới đúng, trực thăng cá nhân rồi, nãy giờ mình bắn bỏ lâu rồi á. Cái này nó cũng như kiểu đi tiếp cướp vật liệu. Như Joker làm gì ta? Joker để lấy chiến hàng mình bỏ lên, không mình để tiếp. Nãy tôi nói rồi, không ai nhận được mình lại à? Nhìn nguy hiểm quá sao cướp. Nào bạn nào mà đang trong server qua đây cướp đi. Trời ơi, ở đây không có ai. Không phải khu đấy. Gấu hết trơn. Trái ơi. Ôi trời, ok sếp. Cái chỗ bến cảng đúng không sếp ơi? Đúng rồi. Rồi, ok. Lồn công an dẫn sai đường. Mang gì chết rồi. Xuống dưới Càng ở dưới, càng ở dưới. Okay. Mấy ông cảnh sát này mấy ông nhồi quá, rớt nữa kìa. Rớt theo ông. Nhồi quá. Rồi. Mấy ông này nhồi quá. Nó còn chặt đầu mình đúng dưới. Nó đụng từ bên kia tới đây. Xíu rồi, chắc không còn một ai quá. Mà mình chuẩn bị chuyển về cho nó là không còn một ai đi theo mình nữa đó. Mấy nào đu rớt hết rồi. Chỉ xong giờ hồi còn quân mình không à. Tự được có chạy. Rồi quẹo ra có thuyền rồi, có cái thuyền kìa. Ghé vào cái thuyền lấy. Ok. Anh em vào cướp thuyền. Mày cảnh sát bị nhồi quá bạn. Xin phép vượt cái vượt mở đường. Thuyền rồi, thuyền còn ngoài cạn rồi. Mở đường ra. Gì rồi đây bắn đứng nữa hay gì? Gì vậy? Là gì bắn đứng sếp? Nào.
Hẹn đi đâu vậy? Đây, cái đường nó đi vô phải là như vậy sếp ơi. Sếp băng qua kia là sếp bị phạt đó. Đó thấy không? Vậy tôi lo hết rồi. Lo gì sếp, mình phải đúng lực chứ sếp. Đó. Không, sếp thấy cái đường của tên không? Đây là đường đi vào chứ. Nay em có gọi má em hỏi đi bơi đâu mà sếp lo như vậy. Ủa rồi, giờ sắp. Rồi giờ đậu đâu sếp? Chờ thằng vào khu thuyền đi. Chờ thằng vào khu thuyền đây. Hình như đầu ký nhật như cái gắn GPS người sếp. Nào anh em mình không nên bán đứng nhau như vậy. Anh em mình không nên bán đứng nhau như vậy. Đây, đây nha sếp. Đây ok. Ghi gì tí gọi, tao buông trần đó. Bây giờ chia cho bên mình một người đi con xe nhỏ đi mua xăng đi. Xe này còn nửa bình xăng nè. Đúng rồi, cầm súng ra. Có gì tôi mua cho. Ok đi mua đi. Súng rồi, sắp hàng đi. Bên gái cẩn thận nhá. Nói bạn nào mờ thì bạn chỉnh lên chất lượng cao, tại vì giờ này tầm này bóp mạng anh, nếu mà để chất lượng tự động nó bị mờ. Bây các bạn chỉnh lên chất lượng là 1080 nha. Chuyển hàng đó. Bây giờ là đợi sếp đi lấy hàng. Mọi người lên theo tôi lấy chuyển hàng nào. Mọi người đi lấy đi để dưới này tôi đứng tôi canh nha. Ba người thôi mà đi gì được hết rồi. Xuống đây mọi người, xuống đây ra đây canh nè, ra đây canh nè. Từ đó đừng có chạy bậy từ thôi. Anh em đứng đó thì tôi dìm vòng lên trên mấy cái. Ủa bạn ơi sao nãy tìm bạn rớt cho bạn coi rồi. Các bạn leo mấy cột thằng nào. Bị tấn công bạn ơi. Phải không? Phải ai tấn công hay là bạn tự tấn công? Đúng rồi, tấn công. Có tấn công mẹ. Chứ đừng chí anh Khôi hơi đẹp nha. Hồi nãy mình vừa mới đây các bạn ơi, mình đang ở ngoài cảng các bạn ơi. Bạn nào có muốn ra cướp hàng ra đây, ra đây nhanh lên. Ta thấy mình đang đợi. Ờ, 120 người rồi, ra đây. Dồn hết ra đây. Leo lên trên mấy cái trụ hàng nè. Ôi, trời đẹp quá các bạn ơi, cái vùng trời phía dưới nó vàng, nó đẹp quá hả? Ôi, thì ra bạn. Đâu cắt ngoài biển vậy ta? Bắn bây giờ. Chờ Somali tới. Cứ biển Somali. Đây làm gì có ai có súng nhắm bắn đâu. Cái vùng trời nó đẹp quá các bạn. Ôi. Lấy xăm nước vô xe luôn nha. Có Kim với Blue đang bên Kim, Blue với Khang đang bên cảnh sát các bạn. Đây nè. Kim nè, còn Blue này rớt nại rồi, Blue té dưới đường Khang nè. Blue với Kim với Khang đang bên cảnh sát và hôm nay gia nhập vào được biệt đội SWAT để đi hộ tống. Các bạn nghĩ đi, bây giờ một mình ở đây mà đếm sơ sơ đây cũng phải hơn chục người, hơn 15 người. Mà mình mà phải một cái là cái người mình nó lủng lỗ, nó lỗ từ đầu tới cuối luôn. Từ đầu tới chân luôn á. Còn cậu gác hả? Bây giờ mình hít 10 đạn cũng chết đi, chứ mình bắn nhau. À lên, lên tao bây giờ không có chỗ núp ông ơi. Núp vô xe mấy ông, núp vô xe mấy ông. Lên mấy cái cảng á. Lên mấy cần cậu á. Đứng trên bắn xuống cho ngọt. Phụ đề bật. Đâu có anh, phụ đề nó tự động hay sao á, anh không có điện tabu liền. Tabu nay đi nhậu rồi các bạn ơi. Mà mình nay mình làm thiệt cho sếp mà. Sao anh em cứ nghi ngờ tôi vậy? Thiệt luôn là tôi không có ý đồ gì hết trơn á, nay tôi không gọi má tôi hỏi có đi bơi hay không đâu, anh em cứ yên tâm. Kêu Tabo mà cướp đi. Tabo mà qua đây là người Tabo lỗ không luôn á. Sniper bắn mấy viên chết, sniper bắn mấy viên tùy vào cái trong người có mặc giáp hay không nữa. Bình thường thì một cây đục hình như được 1/2, phần nửa cây giáp, hai cây máu. Tự anh em ơi, có ai gọi tôi anh em ơi, đợi xíu nha. Ơi ai gọi kìa, ai gọi kìa, ai gọi kìa anh em ơi. Ê, bên ngoài đường đóng xe kìa. Rồi anh em thủ đây. Vũ khí nha, thủ chặt vũ khí nè. Nè, thủ này chuẩn bị nè. Nào mọi người, qua đây cướp hàng nè mọi người. Tụi nó kéo xe lại hả ta, hay đông quá vậy? Đông quá trời đông nè. Tụi mới bỏ hàng vô xe rồi đó nha anh em. Ôi, khu súng hôm nay có combat MG, revolver, carbine rifle, pistol. Súng này là chuyển giao cho bên cảnh sát nha các bạn. Và súng này cướp được luôn nha, thật sự luôn. Bạn nào bây giờ mà đang trong server mà có thể muốn cướp được thì cứ kéo băng đảng qua đây. Lấy được con xe đem về là bên trong xe có đồ để cướp nha. Trực thăng cứu thương hả? À, nãy giờ anh cứ tưởng là trực... Vậy bạn, mình núp mình mà hồi mình gọi cho má mình hỏi có đi bơi không bạn ơi? Đi bao nhiêu đây? Đi bao nhiêu? Bạn có muốn đi bơi không? Mình gọi giùm luôn cho. Phải xem không xem được. Để mình ra mình hỏi tên Yên Khang coi. Cũng chưa tới sạc ID rồi cách ra ghi cái tập nông vô. Hello bạn, đứng đây mình buồn bạn.
25 với lại 85 xếp hình. Buồn chứ bạn. Đứng đây canh cho kỹ nha bạn. Lắp xe đẹp không? Thấy thấy lắp xe đẹp không? Cái gì? Xe hả? Xe bạn nãy giờ tôi thấy rất là nhiều. Đứng đây canh đây coi chừng tụi nó móc móc lớp á, tụi nó móc phía sau á. Ơ đi xe tải ai vô kìa. À lại mới đi vô. Ai vô rồi, ai vô rồi. Bên ngoài có ba chiếc xe tình nghi các bạn ơi. Xe quát vô nè. Ồ, có xe quát luôn hả? Được á. Rồi ok, sếp ơi, đóng xe rồi, đóng cửa. Rồi, sao mà đúng không sếp ơi? Ờ hồi nãy có anh nào đi đi mua xăng đâu rồi? Không ai mua đâu nên giờ đi bảo vệ xe mà. Ủa nãy có nãy tôi có nhờ một đồng chí đi mua xăng mà tại vì xe đổ bình xăng. Ai cho mượn mô tô nha. Cho mượn mô tô nha. Đây chạy ra ngoài mà bị tụi kia nó đứng nó me nó bắn cho thì. Ở vậy không lại. Gì mới hù có xíu chạy rồi, nhát vậy. Coi sợ chết lắm, coi nó muốn lên chức. Mình là quân đội mình phải can đảm lên chứ. Ăn gan cho nhiều vô. Nào vừa nói gì trong năm vậy. Báo đi với bạn. Ê, nhóc ác. Nãy té vô nhóc ác. Nhóc ác. Nãy té sướng không? Mấy ông là người quảng cáo nói tôi té đúng không? Không phải tôi lại tôi lo chạy xe. Đây cái mặt này. Tôi lo chạy xe. Lát người hết chưa? Lát người hết chưa? Rớt luôn á. Nhục. Cảm giác mà kiểu sờ quát mà đu xe xong rồi bị vơ trúng xong rồi cái bị rớt xuống nó nhục lắm các bạn. 85 là Quỳnh Nhân. Hả? Sao á? Ai đi 85 coi kìa. Mô tầm 5 bình đó. Ơi, coi xe này tầm 2 bình là được, 2 bình là được. Ok, đem đi. Sờ quát đéo mang súng là sao? Phải lộn vậy. Sờ quát mang súng. Sờ quát sử dụng vũ khí bằng niềm tin và nắm đấm. Sao làm thành tâm. Bà chị nãy bà mới té xuống. Bà mới té bà lát người chứ. Đã sắp lên xe hết. Bà đang đu mà bị té xuống. Hết rồi đi thôi. Này bà đu xe quá này này. Bây giờ em ở lại. Rồi mở khóa xe sếp ơi. Từ từ vô gì nữa coi. Không ơi, di chuyển chưa? Chuyển không bắn chứ đấy. Thôi đi xe nhỏ để lại. Ông sếp ông khóa xe rồi, có con xe ông khóa hoài luôn trời. Bỏ lên xe đi Duy. Rồi ok sếp. Đợt xíu này sếp đang đi xuống, từ leo ra phải leo xuống mệt quá. Sếp ơi, xe còn hơn nửa bình xăng xíu nha sếp. Đây kệ mà nói. Ừ, sếp hỏi thế nào, đang leo xuống. Hết hàng rồi Duy ơi. Cái gì la vậy, cái gì la vậy? Vậy theo một phần nha, trong đây nha. Ai la ghê vậy? Cái cậu lên xe di chuyển. Rồi, lên xe đi di chuyển nè mọi người ơi. Đây lên xe di chuyển nha. Có phát lại nha các bạn, có phát lại. Có tiếng súng bên kia kìa. Theo màu đen á. Cẩn thận một tí. Còn cái BG kìa, lồng BG kìa. Lồng BG bấm hát kìa. Nó hát mộng. Đúng rồi, đây là khu vực của những trẻ em không được chữa thề. Kinh văn hóa. Ok chưa, ok chưa, đi nha. Giờ đi đâu? Giờ đợi cảnh sát kìa, cảnh sát kìa. Kìa còn một con xe phía sau nữa kìa mọi người. Lái chạy xuống lái chưa? Ok ok. Độ xe này đi á, xe này là sao độ được. Con xe này thay cái mâm chắc cũng đẹp lắm á. Bớt ra xe kia đi. Ây da. Phát hiện 5 con xe đang mai phục ở ngoài cảng. Hay gắt vậy, 5 con xe. Để em biết mà em để đây. Ok, xe đầy xăng rồi sếp ơi. Cảm ơn đồng chí nào mới vừa đổ xăng cho xe nha. Ây da. Nghe tiếng súng gắt lắm các bạn ơi, nghe tiếng súng dữ lắm luôn á. Mà lắc quá. Ừ thôi, từng Đi nào, đây. Nãy mình nghe tiếng súng á, cái tiếng súng nó gắt cực kỳ luôn, súng như là súng máy, súng MG á. Chứ mà là súng dạng thường thường đợi nha, không xe, phải là... Đợi xe, cái xe đang từ từ, đợi miếng xe kia lên. Không phải là dạng súng mà kiểu như đạn 7 hay này kia, mà là súng dạng kiểu mà đạn mà bự luôn á. Bạn chạy đi từ từ thôi nha, các bạn chạy đi từ từ thôi. Ok, chị.
Rồi ok. Có mấy con xe tình nghi nè các bạn, con xe vàng có chút xíu à. Mấy xe này không phải là mối nguy đâu. Xe này thường thôi. Kê 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 luôn rồi. Chú coi ơi, đợi em. Sao rớt vậy? Không biết luôn, rớt xe luôn. Mình khóa nhìn mấy ông đu đu mà đang đi mà bị rớt xe lắm nha. Hết cái vụ quân sự thì anh sẽ vào cảnh sát. Đông quá trời đông quá. Cướp nó phải liên căng với nhau lại, liên 4-5 cái căng nó ụp vô đập nó cướp. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đồ má bắt mà cướp như vậy mà cướp vậy mà đòi một găng nó một một găng nó ra đi. Một găng người nó lỗ không luôn. Làm pha rip chơi à. Bây giờ em đếm trên xe anh coi 1 2 3 4 5 6 người rip phát 5 người kia lọt xuống xe luôn, em tin không? Xe này nó mà lật ngang một cái là tất cả mọi người ngồi trên cái thùng xe bị té xuống hết chân luôn. Em chạy xe lên ngoài, để xe lên ngoài mình cũng làm đi lên ngoài cùng rồi đó. À đây rồi, các đối tượng mỗi người đèn lên, mỗi người đèn lên. Kì, có xe. Ôi đông dữ vậy anh em. Ôi. Hư xe mọi người, hư xe. Chạy xuống nhỉ. Bánh đi nào. Nó cướp kìa. Xe A lái xe cứ chỉ A lái xe cứ chỉ. À, cái xe kia nhảy xuống rồi, cái xe kia nhảy xuống rồi. Ok, mọi người bánh đi nào anh em. Cứ cứ cho là. Kìa có thằng kìa. Back, nó đau rồi. Đông lắm các bạn ơi. Đông lắm. Ui. Ôi đông lắm. Đây lên xe. Anh chạy đi đồng chí Di ơi, lên đồng chí Di. Đây. Tới nè. Ông xếp ông khóa xe rồi. Ông Di ca đi, ông bấm Di ca được mà, xe ca. Lên xe. Mở được coi mày. Lên đây coi. Có một thanh niên bỏ mạng ở đó rồi. Để xíu nha anh em, đang để máy xe lên. Ok đi nè. Em chờ nó chạy là thứ quay lại kìa, nó quay lại kìa. Nhìn lên ông kia. Ai da, nó bắn. Đi, cứ di chuyển đi mấy xe rồi, xe rip rồi, đi. Mấy xe rip đi trước đi, mấy xe rip đi trước đi, ở dưới cầu bờ vô. Hư xe. Nó bắn dính quá. Bắn viên hai viên tắt máy xe luôn. Anh em bọc hậu lại phía sau. Anh em bọc hậu lại. Ngay góc cầu quá. Thế rồi tôi chạy rồi xe chuyển hàng á. Kệ nó đứng ra rồi. Đông lắm nha các bạn. Tính ra nãy giờ mình cứ tưởng đâu không có ai chứ ai ngờ. Đi theo bullet đi, để hai xe nhỏ này hỗ trợ vô. Ok. Ở lại hỗ trợ chút đoàn thôi. Có phía trước. Báo phía trước có. Rồi anh em cứ di chuyển, Cứ di chuyển đi. Không có dẫn đường rồi, từ thôi. Đi đường nào sếp ơi? Đau. Từ thôi, chờ BD dẫn đường ấy. Ông BD cũng tốt ở dưới rồi. Ôi, dạc, sếp ơi, dưới kéo lên độc lắm sếp ơi. Em nghĩ là mình nên kiếm... Tắt máy xe rồi. Nữa, trời lại mưa rồi. Xuống chiếu luôn. Xuống đây nè, để tôi đi. Trời ơi, xe công nó lên luôn, trời. Hết mưa. Xuống đi. Bây giờ mình cất tạm xe không sếp hay là sao sếp ơi? Hả? Mình cất tạm xe vô cốc hay là mình đi luôn? Quá liền, đã không có máu rồi, ông đồng đội ông bắn nó phát nữa ạ. Cứ cho chạy đi. Không có xe dẫn đường. Nga, có thằng cờ rờ đây em ơi. Không có xe dẫn đường anh em ơi. Xe yên đường nó mất tiêu rồi, mấy ông xe yên đường nó mất tiêu rồi. Dẫn về mấy ổng mà mấy ông không dẫn đường, mấy ông bỏ mất tiêu rồi. Nó phải có chủ nhà nó đón nhận hàng chứ. Xe dẫn đường lên. Đây là quý. Đông lắm kìa các bạn nhìn kìa, ôi đông lắm đó. Tính ra nãy anh em kéo xe đi thì cũng hơi bị đông luôn á. Phía trước có sếp ơi. Chú có stop. Mấy ông dẫn đường, mấy ông lo đi bắn lộn sếp. Tụi đâu hết rồi?
kìa. Để em bảo vệ nè, cái xe bullet nó không dẫn đường mấy ông. Ừ, hai bullet ổng sung quá, ổng nói máu lên ổng đi bắn lộ không à. Ổng dừng lại ổng bắn lộ không à. Đẹp ơi, đi đẹp ơi, lên 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 lên. Trốn giờ. Đi 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 đi. Nhiệm vụ của mấy ông cảnh sát là mấy ông đi dẫn đường. Mà mấy ông thấy người ta cái ông dừng lại, mấy ông xuống xe, mấy ông rút súng, mấy ông bắn luôn. Chơi vậy chết rồi, sắp về tới rồi các bạn. Ủa một hồi mình ở trong nó có công đồ luôn không ta? Mấy này liều rồi, nó không đó. Chắc có nó công đồ luôn ta. Nó đứng cái bao hết cái đồ cảnh sát luôn. Hàng hàng này hàng có giá trị mà. Ủa mấy quan sát chắc đi đâu vậy? À, đồn ở dưới kia hả? Đi vòng dài vậy. Đi vòng quanh thành phố. Lên đồn trên à? Hình như lên đồn trên, lên đồn trên. Ờ vậy anh em. Ờ xe máy rồi lên kìa. Coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng nha. Ủa mình cứ tưởng đó là giao cái đồn đây chứ các bạn, không phải là giao cái đồn ở trên. Cái đồn mà cái khuôn hẻo lánh á. Lên 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 cho nó đi. Đúng rồi, gì đấy. Chắc bọn nó nhận hàng và bọn nó dẫn đi đâu bọn nó đi. Đi đấy. Ok ok sếp, ok sếp. Không quá khi nào. Không em nghĩ, em nghĩ là mấy ông cảnh sát này ổng cho mình dắt hàng lên trên cái đồ ở trên kia sếp. Thì trắng cho này rất lên đấy. Đúng rồi đúng rồi. Tại vì đồ dưới đó cũng hơi hẻo lánh. Đồ như này nó gần hơn, dễ lấy hàng hơn. Ờ. Hả rồi, Hành Vi ơi, chốt thầu rồi Hành Vi. Chốt thầu rồi. Rồi. Tôi lên trước một cây nhé. Để em lên trước cho. Ok, ai lên trước, ai lên đi, ai lên đi, ai lên đi. Cứ lên xe lập đi. Anh em chốt đàn dưới đi. Tôi okay. Cho lên trước, chạy trước một cây cho. Để bán đường ra. Ok, ok luôn. Tính là lại bắn hơi bị gắt luôn các bạn. Cái đoạn mà vừa ngang tới góc đường thanh niên bắn phát hư xe mình xuống mình bắn. Lụm liền luôn á. Ui, là ngay. Cái gì nhầm đường. Mày đi làm anh chết rồi. Ủa nhầm đường là sao? Xe tải cái sao kìa. Rồi có con xe tải à, con xe nó xúc cái là bay lên tới đầu luôn á. Tôi chưa lấy xe chút ra nó hút mình á. Các bạn có nhầm đường các bạn. Để làm mấy tiền chưa coi đây. Đây đen kìa. Rồi để mấy ông dẫn đường, mấy ông lại bỏ mình là sếp ơi. Mình cứ đậu vô đây mình lại đi. Hay gọi là sao? Mình đợi nào bắn lộn xong mình đi tiếp. Mấy ông đợi cảnh sát, mấy ông dẫn đường, mấy ông bắn sung như quỷ á. Đâu bắn dữ rồi. Đâu bắn dữ rồi. Tiếp tục di chuyển đi, trước hai chiếc kia đi, di chuyển trước đi. Đi. Có mấy chiếc không, mình đâu có thể nào hợp tác được. Chiếc xe riêng nó hàng này hàng giá trị mà. Bây giờ mình mà hợp tác là mình về mình bị đuổi, mình bị không có đi được vô cảnh sát luôn á. Mà còn không có ra được tốt nghiệp nữa. Đi, cứ lại chạy đi, không có xe hộ tống theo rồi. Lên luôn. Cảnh sát lên luôn. Mọi người đừng có nổ súng minh tinh nữa nha. Cầu nó bắn xuống á. Cầu à. Chạy được không coi? Bị cô bắn nhau to này. Chém bằng cảnh sát thì chứ có mỗi cái đồn cảnh sát thôi mà dắt đi lên trên kia. Mình tưởng nó lên trên cái đồn cảnh sát ở ngoài vùng sa mạc hả các bạn. Nó là vô đồn luôn kìa. Xe này chốt lại vậy. Thức lập lại bắn. Bây giờ xe này vòng mình để đâu sếp? Mình để đâu sếp? Trời vòng bên kia chứ, vòng ra chứ. Xe lọt không được luôn. Chạy qua kia. Qua kia bên này có chỗ núp không? Ra liền. Ôi, trên cao. Ui, nó bắn rớt cái nóc luôn các bạn ơi. Ôi, nó bắn rớt cái nóc luôn kìa. Cái nóc cao bộ rớt lòi mình cục máy luôn kìa. Con này muốn chết hay gì á. Bảo vệ xe hàng nha. Cái cửa rào này lúc đóng vô lúc mở ra là khi nào đóng khi nào nó mở. Bị nhớt rồi các bạn. Cửa này chơi đồ rồi. Xuống xe. Nè, nãy mình thấy có cái tụi bắn trên này nè. Rồi, nãy nó có một cái tụi bắn trên này. Nó mè tụi trên nóc luôn á. À, dưới này có xe. Đây. Trên chỗ bãi gửi xe nè.
ở dưới đường đường ray có nha, ở đường ray có. Mình thấy có xe này các bạn. Lên cầu luôn lên ơi, lên cầu luôn. Tôi tưởng đâu là bên kia tôi bắn rồi chứ. Kìa các bạn thấy xe không? Xe mô tô dưới kia kìa. Đây có nữa hả? Nãy có một cái tụi nó mẹ trên nóc á, nó bắn quá trời luôn. Đi rồi. Rồi. Sao chiếc xe? Cái chiếc xe đây đừng có chạy. Ok đang đứng canh xe này sếp ơi. Bắn. Chiếc xe bên lại lia nha. Cái chiếc xe sao lia? Cái nắp xe. Ở dưới. Cái combo xe nó rớt ngoài cái kính ra luôn. Chán thiệt chứ. Đây đang canh xe đây sếp ơi. Có đăng lại nha các bạn, có đăng lại. Rồi, đi. Đâu mình bắn đâu, mình đi tới càng mà. Clear rồi. Lúc này giờ nó xuống dưới hết rồi, mình đứng hay gì nữa. Ôi, lên lóc nhà này hay nè. Ra trụ sở mình kiếm chỗ mình bao quay. À, lên lóc nhà này bắn được hết. Rồi, giờ mình làm sao nữa sếp? Sắp hết đạn rồi. Để đây BD sang nó nhận hàng thôi. Xong rồi việc chờ BD sang nhận hàng thôi. Lên đây đạn coi. Đứng trên khu vực. Harry, cho đi ké Harry ơi. Tôi vô quân đội mà, tôi lên mặt nóc mà. Giờ thủ đây mọi người đúng không? Bây giờ đợi đây nha các bạn, đợi bên kia lấy hàng. Thủ cái kho hàng đó, đợi BD qua nhờ. Mấy ông BD đâu mất tiêu rồi, mấy ông bắn sung quá. Đi dẫn đường mà bắn con sung hơn rồi, mấy ông lái xe nữa. À, mình đang chơi bên server SRB nha các bạn. À, cái link hướng dẫn vào server mình có để phía dưới nha. Có phát lại nha các bạn, có phát lại. Ai có đứng nhìn vậy? Hàng đâu à? Hàng xe đen rồi. Hàng ở ra sau BD á. Cái xe đen á, xe đen là xe hàng á. Để chạy ra. Chuyển vào kho của anh đi. Chuyển tất cả vào kho. Hết cướp à? Nó ít quá. Đông quá mà. Bên mình, còn... mình số lượng áp đảo. Còn mình đâu kìa? À, có tiếng súng kìa. Bye kìa anh em ơi, bye kìa. Có tiếng súng. Dạ. À, đi tới máy bay luôn rồi kìa. Máy bay luôn rồi, khói kìa. Chơi trội vậy. Bắn đi. Ôi, có máy bay luôn kìa các bạn. Máy bay này có thanh niên nào đây, thanh niên này nè. Ủa, có tiêu rồi. Thanh niên đi hóng hết rồi, thanh niên đi qua khúc hàng. Trời ơi, các bạn vừa mới gọi bắn kìa. Trời ơi. Nó bắn chả đi nó rụng gì vậy? Đèn bốc khói á. Bắn đi. Ôi, nó đang bay ra chỗ tôi luôn này. Nó bay nữa, bay cá nhân mà. Ôi, bốc khói kìa các ôi bạn. Ôi dồi, mày chết rồi. mình không tham gia đâu, nhưng mà để xem quay nào nó rụng thôi. Tính nó được trước, cái súng nhắm mình xịn thôi, bắn vài phát máy bay nó rụng luôn á. Ôi giời, bắn nhiêu đây khỏi súng rồi. Thế còn bao nhiêu đây, bao nhiêu người mà bắn nó bay nó chưa rớt được. Đạn nó bay lên trễ hết trơn rồi. Hết đạn rồi, đừng bắn nữa, Quá tầm nhìn ơi, quá tầm đạn. Một bắn đạn rồi mà nó không dùng ạ. Quá tầm đạn rồi, bắn không tới nữa đâu. Nó bay cao quá không? Ngưng đi. Còn một chiếc nữa này phải không? Ngưng nổ súng đi. Còn một chiếc mà bắn nhìn tới chưa tới là bắn phát quá trời. Chiếc mà đầu này từ nhắm đại vị trí bắn á. Có bắn liền, xả phát là rớt luôn. Bắn quá nó đẩy lên được. Rồi, nói chung là server này bây giờ đang thiếu những cái găng mà gọi là máu mặt trong này á. Thường thường thì một số người trong này tạo găng thì cũng đi làm những cái này kêu hoạt động. Nói chung là không có khoái cái kiểu mà bắn nhau nhiều á. Cho nên là bạn nào cảm giác mà mình là máu mặt, mình là một dân chơi, mình khoái cái kiểu mà nắm đầu với một đám đàn em đi phá làng phá sớm thì các bạn cứ vô đây tạo một cái găng ha. Như hôm nay các bạn thấy là có hai găng đi chiếm mà, tại vì mấy găng kia một số người ở trong giờ này là trong cái khung giờ mà bị bóp mạng nữa. Rồi ở nơi hết hàng rồi, lấy hết hàng rồi.
rồi giờ giờ lấy xe đi về rút quân. Rút quân đi, rút quân đi. Ok. Đây, chưa đã. Sao xếp rồi, sao xếp rồi. Mọi người tập trung lại. Tập trung ở phía sau xe đúng không? Nàng quá. Dạ. Cẩn nha. Còn một xe hàng nữa ra khu sa mạc. Bên này nữa này. Thì ra khu sa mạc hơi xa nha. Đây thôi. Để coi sa mạc là cái đồn cảnh sát ở đâu ta? Đồn cảnh sát trên sa mạc là đồn đây hả? Đồn đây đúng không? Còn đây là chỉ có bệnh viện thôi. Em chưa lên xe. Ngoài đây luôn nè các bạn. Chưa lên xe. Ở ngoài đây luôn nè. Chạy đi Di ơi, lên xe Di ơi. Đi hả? Từ cái xe rip rồi, đây các bạn ơi, nếu mà cái đồn cảnh sát á là nó tuốt trên bác này luôn. Bác sĩ cứ đứng đấy không bảo rồi mà sao. Tại vì trong này hiện tại là chỉ có hai đồn cảnh sát thôi thì phải, tại vì cái đồn đây là không có nữa nè. Xe bị lủng lốp rồi. Bỏ luôn ha. Let's go, cứ đi. À chở mấy bạn ơi. Còn túi. Ủa rồi mình có xe dẫn đường không sếp ơi? Có. Ok xe. Vẫn còn một chuyến nữa cơ. Ok xem. Chuyến này là để đánh lạc hướng rồi, còn một chuyến nữa. tính ra nãy giờ đánh lạc hướng mà sếp cứ làm như là thật á. Có một chuyến hàng. Làm nãy giờ rộn. Có một chuyến hàng nữa rồi. Có một chuyến hàng đã chót lọt rồi. Ok. Mọi người nhớ like video giúp mình nữa nha các bạn. Rip hả? Ok các bạn like nhiều để các bạn ủng hộ một hồi mình rip cho các bạn xem một phát. Đi được chưa sếp ơi? Chồng ra bây giờ đi về đâu? Về trụ sở đúng không? Ủa xe lớn nữa không ai lấy à? Lớn rồi, anh em lấy xe lớn về đi. Xe lớn ở trong kia kìa. Đây, tôi đang chạy đây. Ra đi anh em. Trong kia còn một xe lớn nữa anh Duy ơi. Ủa cái xe trong gara có đúng món xe mà anh lùi vô mà ta? Ủa lấy đưa cho lấy đi mà. Là xe này lấy đi hay là xe này bỏ lại? Xếp đâu rồi? Xe Nhật Duy rồi, Nhật Duy quay lại xem nào. Đây. Nhật Duy đang trong xe tải đen ấy. Đây sếp ơi, xe này sếp ơi. Xe này bỏ lại hay là mình đi xe này? Đi luôn, cứ đi hết, đem hết xe về. Em hết xe về luôn. Ok. Đi không nhanh thì đi từ từ. Tại luôn đúng không? Không chờ đúng không? Đợi nè, xe tải quay trái đi, xe tải thôi. Em trên này đi ăn đó các bạn, không mình đói bụng chết, mình thấy không kịp có cái burger vô xe mà mình cũng cất vô tống cái xe bụng mình cái đã đó về đó trong thời một hồi đang chạy mà bị té chết cái luôn rip cuối á. Trước là cái xe nó bị rụng bánh rồi nên rip, là rip. Alo cái xe thứ ba ơi, lùi lại đi chốt đài nè ông ơi. Đây sếp ơi, có con xe đen nó lượn ngang rồi sếp ơi. Lùi lại chốt đài thôi. Còn một chiến nữa nha các bạn, còn một chiến nữa. Đụng mày tao bắn túi. Ai đến trước bạn cái xe. Bung nữa. Là một đoàn cứ là chốt đoàn chạy từ từ thôi. Nếu mà thấy nhanh quá thì báo từ từ lại để biết đợi. Ok. Nhớ like nha các bạn, nhớ like để mình ra video đều cho các bạn nha. Anh ngồi ghế sau đi hả? Tại ông sếp ông tin tưởng anh, ông cho anh lái chứ. Mọi người à. Hồi mà anh gọi mẹ là một hồi nguyên băng đảng kia tới giờ. Để cảnh giác thôi. Xong xe đó giống xe của Blue giờ. Đúng rồi, xe Blue rồi. Xe phía trước nó dẹp giùm mình cái đuôi máy bay luôn. Con xe màu đỏ của anh đợt trước bị cháy rồi, bị công an giam xong rồi bây giờ nó thành một cái đống sắt vụn mà các bạn. Với lại do là bây giờ đang củng cố tất cả những tài sản của ông Bi á, mà cái xe đỏ đó cũng là của Bi luôn, cho nên hầu như những cái xe của mình đều là của Bi chứ hả? Xe này còn chỉ có con Sultan RS nào đó là của mình thôi, mình mua con Sultan RS thôi, nhưng mà con nó đợt trước đua thua rồi ông Bi giục đó mất tiền, mình hết xe, drift luôn đi anh, tự nhưng mà bây giờ đường này thẳng làm sao được drift được?
đi. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Hết ga số chạy đi. Cái xe kia hết ga số, xe riết mới chạy tà tà theo cô bơ. Ok, ok. Sao? Bởi chúng mình không cần đâu ha. Xem mình bây giờ các bạn đi đâu rồi Hàng? Đi đâu rồi Hàng ơi? Đang trên cao tốc anh rồi. Các bạn nhìn con xe mình ở cái đầu xe nó có một xíu, cái cục máy nó có chút xíu, cái nắp lúc nãy nó bự chảng luôn, cái kính nó bể luôn nè. Mình mà lấy cái chân mình đạp được là mình đạp nó ra luôn rồi á, thiệt á, mình không để vậy đâu. Nó phui mình nhìn nó nứt, mình không thấy đường luôn á. Thấy rồi, thấy rồi. Còn cái lỗ đạn nữa chứ. Lên mở đường trước đi anh kia. Ok. Đường này. Tuy mình làm cảnh sát hết trơn rồi. Kêu tất cả xe. Ủa có ai bắn mình nghe tiếng bắn không? Mình nghe tiếng đùm bụp 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 mà đâu ra hả ta? Con cấp cứu đi theo để cứu người nữa kìa. Ai mà chết là cứu luôn. Để phải đẹp không chế. Đường băng ca đem về bệnh viện luôn. Đi nhá, tôi tưởng tượng giao kho hàng cho anh đấy. Giao kho xe súng cho anh đấy. Mua xe giống Cabu là cái con xe nào? Cái con xe hôm bữa hả? Cái con xe mà bữa rồi. Xếp xếp đây xếp. Xe đang giá bạc tỷ. Xe này này, xe này này. Giao cho anh, giao cho anh đấy. Đấy đấy ơi, cái này tụi nó bắn xếp ơi, không biết đường xếp ơi. Cẩn thận trước mặt nha. Bắn thì chạy như chuyên hàng của anh đâu. Bây giờ nè, bây giờ sếp nhìn lên xe mình xem có bao nhiêu anh em ngồi. Nó mà nó dí á thì sếp nắm đầu anh em mình lôi xuống dưới đi thì may ra em chạy được. Nặng quá chạy không nổi sếp ơi. Xe chạy heo mà. Ơi ơi con xe kia. Ủa mình sếp ơi, chiếc hàng bạc tỷ hồi nãy em vừa coi có một cây trúng nha sếp ơi. Sếp giấu vừa trời. Vừa nhận hàng mà, vừa nhận hàng sếp mà. Chiếc hàng bạc tỷ. Nhưng mình bạc tỷ trong túi sếp á, còn trong xe có mấy trăm ngàn à. Bên bắn xuống nào, bên bắn rồi đó, bữa anh cầm nguyên cây súng nhắm bắn xuống nào rồi đó, trời ơi tuổi gì. Đi cứ chạy đi, đầu, cứ chạy đi. Cứ tông cái đầu. Bây giờ sẽ mình đi lấy các bạn kịp lên xe lên đi. Phó cảnh sát trưởng này cũng bạch chạy ghê nè. Phó cảnh sát trưởng này cũng bạch chạy ghê nè. Anh em coi chừng biên giới nha, anh em coi chừng biên giới, coi chừng biên giới. Cứ chạy đi, cứ chạy. Để tôi chạy trước, tôi mở đường vô. Ok. Biên giới là chỗ mà mình đi chậm lại coi chừng á, coi chừng có nổ súng đó. Hôm với mình em, à ship hàng vừa. Ok giúp chạy nhanh nhanh lên trước đi. Mở cửa tới sẵn sàng, vô tư thế sẵn sàng như có xe. Bắn cả nó bắn. Nó không bắn, nó bắn. Cho theo qua, cho theo qua. Kìa kìa, mình thấy có mấy con xe nữa. Tôi thấy ship hàng đi đâu rồi, tôi núp theo ship hàng à. Tay dài nó luôn rồi. Thanh niên nào rớt từ trên trời rớt xuống nhìn hết hồn vậy. Rớt đâu trên trời rớt xuống. Kia rơi từ trên trời rơi xuống hết hồn. Ừ, coi thấy ông kia rớt từ trời rơi xuống rồi. Đang chạy ông rớt xuống cái hết hồn luôn. Căng vậy. Ủa giờ là về lấy hàng nữa hả sếp ơi? Không, giờ ấy xong rồi. Toàn súng limited tiệt á, súng Thompson rồi các kiểu mà bốn súng thuộc chất mới có. Mà sao nãy em vừa thấy đúng có kèm một bốn thế rồi. Trong túi xếp á. Trong túi xếp á. Sao cảnh sát nhiều súng limited quá vậy mà sao quân đội không có cây nào chứ. Chưa nhập về, tụi bay non quá rồi đéo cho xài. Dục chưa. Kệ, nay em lên tay tới đi, sếp cho à. Hồi nãy sếp nói lại thằng phó cảnh sát nha sếp. Cho mình chạy sát xe kia luôn rồi các bạn. Cứ kìa túng này ở đâu rồi nữa. Chết luôn á. Xe mình nhìn nhìn nó mắc cười. Xe tiền tỷ của ông sếp nhìn mắc cười quá. Nhìn con xe nó tả ơi là tả luôn. Nó sao nhiều xe vậy? Mai có ra video có nha các bạn, mai có ra video nha. Rồi cứ chạy. Lưu ở bên cảnh sát mà mình có dấu hiệu nguy hiểm mới bắn nha. BD no rồi. Ôi má BD mà chạy. Có xe đi ngược chiều luôn kìa. Sếp ơi, có ai bắn rồi sếp ơi. Ôi BD. Con xe kia bắn rồi sếp ơi. Đúng rồi, được phép nha. Con xe kia xe BD mà sao nó lại bắn anh ta? Mình thấy đạn nó bắn vô đây, bắn văng mấy cái. Giờ bắn nó hoài luôn. Không anh không phải chủ server nha.
Tụi bay bắn nhau rồi. Em bật nitro, mấy xíu là tin rồi. Bắn ơi, xem mà chẳng đi. Ủa, xe của cảnh sát mà. Bắn người đi cái bà ơi. Lát có quay, xong khi livestream xong thì mình sẽ để cái stream lại cho các bạn đó. Có mấy cây. Ừ, nhớ con Italy là nhớ xe đỏ của anh, nhưng mà con xe đó nói chung là cũng bình thường thôi, không ngon lắm. Sau này sắp tới có vài con xe mới, từ từ đây các bạn sẽ thấy vài con xe mới hơi bị ngon. Thông Sơn đó hiện tại không ai có đâu. Ngon gấp 10 lần con xe Italy. Em có Thông Sơn đẹp. Ấy kìa. Sếp im luôn, sếp không nói gì nữa luôn. Đó, nó dán ngồi theo đen anh em chú ý nha. Chiếc xe tải bự màu đen. Xe tải bự màu đen ấy. Giờ xuống cây vô mặt đi. Đúng là đang vận chuyển vũ khí á. À, sắp tới nè anh em, lên. Cái này là do quân đội quá đông và nguy hiểm. Đây đây, mình rip cho các bạn xem lần nãy. Bạn like cho mình đi, mình rip cho các bạn xem. Like đi, mình rip cho các bạn xem. Anh em ơi, bám chắc vô. Ủa, đồ có sáng này mà. Mấy khi đâu vậy? Mấy ngày đó. Nó chơi đồ sếp ơi. Đồ ở đâu mà ngon thế? Đi hàng thành công chất lọt nha. À anh Hào ơi, cái khúc này tụi nó công cho được á anh Hào. Rồi đó, ok. Theo sếp để cho sếp nha. Bây giờ em xuống gọi máy em cái đại xíu sếp. Nguy hiểm lắm. Nào theo dõi nó đi. Sẹt mi rút súng từ trong luồng ra chỉ vào đầu ông sếp trước mặt. Sẹt đu bằng bằng. Anh lấy, anh giữ đi. Anh giữ về chuyển vào kho đi. Sếp ơi, súng này súng mới, sếp đưa cho em thử vài cây xem có bắn được không sếp, lỡ nó bị kẹt đạn sếp. À đây đây. Đưa cho em mấy cây mới mới em bắn thử xem nó bắn được không. Không, nó chạy sang bên trái hết rồi. Có bắn nhau. Về lẹ đi mày ơi, hết đạn rồi, hết đạn. Về về chỗ ác, bắn cho cái về đây chỗ khác, chỗ người ta đang làm việc đây chỗ khác. Hết đạn AK. Về chỗ khác. Súng nào lớn hơn. Hết đạn AK rồi. Hết đạn AK sao công vậy? Nó còn 33 viên. Bắn ở đâu vậy? Đông sếp ơi, bên trái đông sếp ơi. Bên trái nó đông lắm. Nó gục chưa coi. Cái đông lắm. Gục quay một thằng gục. Ừ, có thằng xe máy đi ngang à. Rồi để mình canh khúc này cho. Xe máy này nhìn nó gian lắm. Đứng gì mình còn súng nhắm à. Thường thấy à. Cứ ôi vô bắn. À, nó đây được. Bên kia bên ôi bên kia đông vậy. Chú, anh bị tốc độ cao quá. À này cảnh sát mà đúng không? Mình làm như bữa không ta? Đi mấy chiếc cơ mới sồ mới đúng. Đi kiểu là có chốt không chốt luôn. Được rồi. Nãy thấy hàng xe máy nó chạy ngang. Để mình cam ở đây xem có không. Xong rồi đi theo cướp nãy có cướp một đạn ở chỗ vừa cản ra là bị bắn quá trời la liệt hết trơn rồi. Nói chung là hỏa lực của quân đội bây giờ đang rất là mạnh. Tại vì còn đang trong cái khóa nghĩa vụ á các bạn, hầu như tất cả những người lính đều bị gom đi hết luôn. Này nào đây? À, với cái tình huống này thì em không biết sao nha, bắn mà không có máu, bắn nó xong láo. Quy anh nào ơi. Ở đây nhóc ác. Mấy anh quỷ. Có biết không ta? Bị mất máu thiệt kìa các bạn. Ủa bên quân đội có mấy xe chở súng vậy? Một có một xe à. Sao mà đúng không sếp, bây giờ mình đi về doanh trại đúng không sếp? Thôi về thôi, rút về thôi. Ê, đây có hàng tốt lọt rồi. À, cái súng này sao anh? Cướp hàng, ui con xe này nhìn ngon nhờ. Cướp hàng. Đưa hàng kho của em để em đưa cho em cầm lấy.
Rồi bây giờ đi về. Rồi coi như là xong chiến hàng trái lọt nha các bạn. Ừ, cảnh sát được trang bị à, nhiều. Chỉ gì đâu rồi, đâu lái xe làm. Cái thằng mà nó dùng cờ leo á. Cờ leo gì? Dùng cờ leo mà, cờ leo máu giáp. Đù. Cho lên lấy xe này đi về đúng không? Cho nó lên bảng vàng đi chứ nói gì nữa. Thẹt quy à. Thì mình có body cam mà, cho nó lên bảng vàng đi nói gì nữa. Thôi đang event kệ nó. Cái leo mẫu giáp sau này nó làm dụng nó chơi mấy cái găng khác sao anh? Event là event. Nó quản lý tụi nó. Sếp lái hay sếp được á sếp. Chung là quan trọng tú nó đi rồi ok, mình đã lên xe rồi. Nói như có xe tăng bây giờ team chạy vụt qua mặt dèo luôn trong khi anh còn bò ở dưới á. Đây bây giờ xếp lái xong rồi hết nguy hiểm rồi, bây giờ mình ngồi trên đây. Trên này các bạn ngồi là các bạn kiếm chỗ nào dịnh dịnh thắt dây an toàn vô. Thôi là xe mà nó lật một cái là té nguyên đám lật hết trơn luôn, vui lắm. Tí có đăng lại nha các bạn, đua xe xếp hào đi hả, để coi xếp có chịu hay không. Xếp khó tính quá các bạn ơi, xếp khó tính, xếp suy nghĩ riết mà đầu xếp không còn cộng tóc nào luôn á. Xếp ơi, xếp làm một pha drift thử xếp cho tao về bệnh viện đi. Ok nha, đúng ra là cảnh sát phải cảm ơn. Không, một hồi cái đoạn đường ngang quẹo vô chỗ doanh trại mình nó xếp để rất phát cho tụi em mở mang tầm mắt. Ai cầm bình xăng ở cho xin bình ơi. Ủa vô cái xe kìa. Đúng ra là bên cảnh sát phải cảm ơn mình chứ. Mình hỗ trợ giùm cảnh sát mà. Mình tặng súng đó. Đúng rồi, mình giao súng giùm cho cảnh sát mà. Mấy ông cảnh sát dẫn đường, mấy ông còn dẫn đường tầm bậy rồi còn lo bắn lộn nữa. Cái nghiêm vụ của mình nó chuyện kho súng cho nó chứ nó giữ anh linh trực tự. Ủa mà quan trọng là giờ bên biên giới. Nhưng mà quan trọng là giờ kho nó chở em đi đâu nè khi em chưa về bệnh viện. Đây đây cấp cứu, đây cấp cứu, đây cấp cứu, cấp cứu nè. Cái vùng trời đẹp quá các bạn, có khoái như kiểu như vừa chơi game mà vừa nhìn những khúc trời như thế này không? Hồi đó mình chơi bên Fly Simulator mình cũng rất là khoái cái kiểu tầm trời như thế này nè, tầm khoảng chiều tối á. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Lúc lót tiền cho bác sĩ mà. Ôi. Ôi nè em đây em đi. Điên tàu xe mình cứ điên nằm tại chỗ luôn. Ôi xong. Trời ơi. Nãy em cứ tưởng đâu là sếp nằm dưới đó không hả sếp? Ừ. Sếp không lái xe hả sếp? Sếp lại tàu. Sếp lại tàu. Chiều không hả? Sếp lại tàu xe mình. Ây à, ây à. Giờ không thấy thằng rồi. Nè các bạn nhìn không? Đẹp thực sự luôn. Giờ không phải hẳn đây nữa trời. À, không chơi với team anh, mọi người làm một kiểu mà team anh có blue với Kim là bên cảnh sát á. Còn bên anh là bên quân đội. Bắn bánh xe đi. Chạy xe này nhiều bắn được. Sếp ơi, núi. Để tôi đo được. Này này, chuẩn bị tới khu quệ cho nè, sếp đã rút phát. Em có tin tiếp từ ghiếp xuống cái bờ kè không? Cái bờ kè theo xuống như kè. Theo như tôi thấy thì mình nên nhảy xuống xe chứ đi. Vừa đít qua cái là có cái cầu liền. Wow, vỗ tay cho sếp. Ui ba cái xe này chán à. Cái bờ hình như mày cầm cái xe ở chỗ ở bên đó thế. Ba cái xe thì chết ngã suốt mà. Không ai mở đâu sếp. Nào lái hay dữ vậy. Xuống đem xe giúp. Giờ gần hết xăng luôn rồi. Gần hết xăng luôn rồi, đem vô cất thôi đó. Từ từ ngủ qua. Ông sếp là ông sếp là thanh niên gác cổng. Ông sếp là thanh niên gác cổng. Tại vì gác cổng á mà ông sếp về mà không chịu mở cây lên cho ông sếp. Còn đứng ở đó nữa xong rồi đứng qua đứng lại nữa. Ông chửi. Nè xe mình nè, đó xe đẹp vậy mà. Sửa gì vậy? Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Quốc đã đến với mình nha. Sửa gì vậy? Cứ nghe sếp đầu độc não không? Có đụ mẹ nó chạy đi đâu vậy? Rồi. Giờ mình làm gì nữa sếp? Giờ được nghỉ giải lao cho sếp. Ôi cái trời đẹp quá. Không chạy bộ đâu nha. Hôm nay lấy ra quần rồi em ơi.
hôm nay mình làm việc mệt lắm rồi, bây giờ ông bắt cho bộ nữa là anh em mình xuống rút súng ra chỉ ổng luôn. Chơi đầu sẵn sàng anh em một mình nó không có chống lại đâu, một mình nó không có chống lại anh em mình đâu. Bây giờ sao trả xếp e đi e bóng e trả xe chứ e không được đua xe đi anh nè lát có chiếc lại có lát có chiếc lại nha. Một rồi, thay đồ dạ. Hết ca làm việc. Ây dạ. Ra mình lấy xe mình bắt đầu thôi cho các bạn xem. Ây dạ. Mấy bạn có lực nhìn, đã quá ta. Ôi. Không mà mày thay quân phục hết rồi. Ôi, chưa gì mà sao thay quân phục quá vậy. Thằng nào nó kêu á, nãy thằng nào nó kêu là sếp cho nghỉ rồi á. Ôi, bao hồi máu mà sếp. Máy bay mà chơi cái màu chrome này tính ra giáp. Bay ban ngày nó chói xuống luôn ta. Nó chói kiểu ánh nắng nó chiếu vô xong nó dọi ngược ra. Phải sơn mấy màu nhám nhám chứ. Máy bay tiêm kích lại sao lại sơn cái màu bóng lưỡng như thế này. Tôi nghi với tính ông sếp nữa. À các bạn muốn xem cái trò vui không? Kìa ông tập trung từ từ, mình cho các bạn xem một cái trò vui trước khi tập trung. Trung à. Chạy. Ê thanh niên nào chơi ác vậy? Bum. Ôi dạ. Chơi châm nửa cái tên nửa vậy. Không biết. Từ ông sẽ mắt tập trung lại. Ôi trời, mày kìa. Ông sẽ mắt tập trung lại, ông sẽ mắt tập trung lại. Có 236 này ai vậy? Dạ dạ cái gì vậy? 236 ai vậy? Số 236 nè. Mình đứng ngoài này, hello. Đứng ngay giữa. Nghe sếp rồi. Trời, ok. Nói bài đó phải xin ông sếp mới cho ông chưa có cái khóa hướng dẫn để từ từ đi mình kêu ông hướng dẫn cho mình bay cho các bạn xem. Mấy tên lửa nó bắn vô các bạn bắn chạy gì? Ra nó cái đùng cái gặp mà nó gần gần đây bắn nổ phát là nguyên một đám này chết hết luôn. Xe vào không chào. Cảm giác giống như kiểu là các bạn lôi cái tên lửa nó ra gần gần đây nè xong rồi các bạn chĩa thẳng đúng không, bắn một viên ngay giữa cái nó bay vô đây nổ cái đùng sạch sẽ không còn ai luôn. Ê, mọi người làm tốt lắm nhờ. Rồi thưởng tiền đi sếp, mỗi người 500k. Thưởng tiền đi sếp, 500k mỗi người. Thưởng đi sếp. Đúng rồi, làm tốt phải thưởng chứ. 20 mấy mạng rồi đó sếp, đi chống lại không? Không, chống lại. Để nó mà gửi banh kinh sau. Nghe ông này cũng bịch quá. Để nó lại ra quân luôn kìa sếp. Sếp ơi em bị tiết đồ. Sếp ơi, có 13 vào được nữa rồi. Sếp ơi. Hả? 13 thằng mình chơi được. Hai anh em mình chơi được. Chơi gì? Hai sếp chắc không? Không mà chắc em ơi. Hai người chắc không? Ở đây chắc tới hơn à. 10 mạng, hơn chục mạng đây á. Súng lên, móc súng lên. Súng lên. Anh em suy nghĩ cho kỹ. Ở trong đây còn có chèo của bên sếp Hào đây. Chèo lại. Chèo. Chèo lại. Ta có máy bay chiến đấu tao cần hết. Thôi bây giờ anh em đứng yên để tôi lôi cái tên lửa qua đây cho. Đồ má lát đây đẩy nổ tên lửa chết ngồi cười cho. Chết sạch luôn. Tên lửa qua là chết sạch luôn. Rồi bây giờ để sếp xem là giọng sếp vang tại vì do sếp nói ở cả hai luôn á cho nên là bị vang á. Cảm ơn mọi người đã phục vụ chính phủ San Red. Rồi đích server luôn. Sau buổi tối ngày hôm nay. Sếp Hào nói gì vậy ta? Sếp Hào bị giờ mọi người hãy dọn dẹp đồ đạc. Tư nhân. Ông sếp đuổi ra rồi kìa. Gì vậy sếp? Chưa ông, gì ông đuổi kìa, ông đuổi kìa, thấy chưa? Ông đuổi kìa. Chưa gì làm mà một cách sốc luôn. Ông đuổi rồi. Cả mọi người chuẩn bị bị đuổi. Đó rồi, giờ thành con ghẻ rồi. Ông sắp có vàng con cưng mới vô rồi, ông đuổi ra rồi. Đúng rồi. Ủa hình như Vũ Bình này là người mới đúng không ạ? Ở đây vài người mới thôi, còn mấy vài cũ. Vô đây là các bạn phải tuân thủ nha, người ta kêu ra là phải ra. Nhiều lắm. Đi thăm với khịa. Bi hiện tại vẫn còn đang xét xử, chưa có tù các bạn ơi. Để khi nào ở tù mình tới mình cà khịa cho các bạn. Yên tâm, yên tâm sẽ có một cái video đi cà khịa, đi kiếm Bi đi cà khịa. Lúc nó hiện lên cái chỗ lúc 8 giờ tới giờ. Thành lúc 8 rưỡi tới giờ nè, 8 giờ tới giờ nè. Chơi không được luôn nè. Ông sẽ ông gãy tay rồi.
mới đang bắn ở chỗ đồn cảnh sát cái văn mất tiêu. Vũ Bình hình như của khóa 1 mà sao giờ chưa. Đúng rồi, khóa 1 á. Ngày mai tốt nghiệp. Ok sếp, giờ giải tán nha sếp ơi. Bây giờ giải tán nha sếp, bây giờ giải tán nha sếp. Ok ok, em có việc, em chở má em đi bơi. bơi Ok, giải tán này các bạn, bây giờ mình đi phá. Đó, phải cho giải tán thì mới được giải tán chứ, các bạn vô đây mà các bạn ấy. Ôi các bạn có thấy cái điều mình đang thấy không? Các bạn có thấy điều mình đang thấy là coi bay nó đậu trên nóc máy. Gác cho thanh niên đậu gác chưa? Đúng không? Các bạn có thấy cái mình đang thấy không? Tại sao nó có thể làm được như vậy? Thằng nào đậu đỉnh vậy? Đâu bên nào có tên lửa đây, có tên lửa đây, có tên lửa. Để mình chạy xuống đây. Mình chạy xuống đây. Chạy xuống đây. Chết rồi, chết rồi. Bắn ngay giữa nha bạn, bắn một bên nó bị lệch á. Đồ má nó chở em về thẳng thành phố luôn, phải lồn. Núp. Lồn bác sĩ. Nó mà đi sau nó là nổ chết hết. Ơi trời ơi, xíu nữa tông dính mình rồi. Ê, xe vàng của anh niên nào đây? Xe vàng của anh niên nào đây? Dẹp con xe vàng ra để người ta lấy xe cam. Không. Đuổi đi. Dẹp con xe vàng ra, xe vàng của ai đây? Thanh niên này, ok. Đùa không? Nó lắc không được lại đâu. Đó, các bạn nghe tiếng máy không? Trời ơi, tiếng máy gắt vậy thôi chứ. Đó, trời. Muscle là nó ngon ở cái điểm này. Xe S1000RR bị bắt rồi, em hôm bữa bị bắt rồi. Bây giờ mình chạy vào thành phố mình gặp bà Thu xem. Đi khẹn bà Thu thử. Con này đẹp xe nhanh siêu đẹp nha các bạn. Mình không biết làm sao mà các bạn không thích con xe này chứ mình thấy nó đẹp mà, đẹp hay là đẹp luôn á. Một con xe đẹp như vậy mà. Ok, lên này không sai nha. Cái mâm này là mình thấy nó kiểu độ như là độ thể thao với lại con xe cơ bắp á. Tại nếu mà các bạn chơi xe cơ bắp mà kiểu mà độ cái mâm mà nó giống cơ bắp luôn nhìn nó hơi bị xấu. Còn độ cái mâm này là nó có cái viền ở bên ngoài là viền chrome á. Xong rồi viền bên trong là những cái cây, nhìn nó đẹp lắm, nhìn con xe nó thanh hơn, nó đẹp hơn nhiều. Theo cái cá nhân của mình, theo cái quan điểm của mình là như vậy. Anh đội nó hầm hố nó hết rồi đó em, con này nó đâu có phải độ kiểu mà có cục máy nữa thôi à. Bây giờ còn cái cục máy, nguyên cục máy nó lòi lên nó bự thôi à. Anh về thăm nhà đi hả? À, hiện tại là do là vụ của thị trưởng xong rồi các bạn. Cho nên là khả năng cao thì mình sẽ dời địa bàn của mình xuống lại. Và mình đang định lấy địa bàn của thị trưởng, cái khu nhà cũ của thị trưởng làm địa bàn của tụi mình. Không biết là các bạn thấy làm sao. Cái khu nhà này nè các bạn, để mình chạy xem cho các bạn xem. Khu nhà cũ của thị trưởng này nè. Là mình đang định dời nguyên một cái địa bàn của mình về lại chỗ đó để mình đậu ở đó ha. Xe các kiểu anh em tập hợp ở đó để mà sau này mà mình tổ chức những cái buổi đua xe cũng dễ hơn, đua theo cái đường biển này nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi kiểu xe kiển, đúng rồi, xe kiển đó. Cho nên là mình đang có ý định là lấy cái khu của ông thị trưởng làm địa bàn của mình. Ok không các bạn? Hợp lý không? Đây bây giờ ghé cho các bạn xem nha. Mỗi ngày video đều ok, mình sẽ cố gắng, các bạn chỉ cần like video cho mình nhiều nhiều là được, like với share cho mình là được nha. À, server mình đang chơi là server SRB nha các bạn. Sao tôi cứ mỗi lần cứ về cái khu này là nó lại kiểu mờ ám, nó âm u, cứ ghê kiểu gì á. Đó, các bạn thấy không, khu này đậu được hơn cả trăm chiếc luôn. Nè, rất là nhiều chỗ để đậu luôn, rất là nhiều cái khu để đậu xe luôn. Đây, xuống tới đây luôn nha. Rồi bên kia có nữa. À, cảm ơn bạn Kha nha. Đây, ở đây có, ở khúc này là chỗ này là dành cho người khuyết tật. Rồi ở bên này có nữa nè, đây là một vàng, bên này phải nói là chỗ nào cũng có luôn. Không có thiếu ở đâu luôn. Ok không? Ok, rồi vậy mốt mình sẽ lấy chỗ này là sẽ làm cái địa bàn của mình. Rồi bây giờ mình đi về, mình vô thành phố mình khịa blue. Xe này nó trời mưa nó bị dính cái bánh nó lết ghê lắm. Này không biết có cướp ngân hàng không ta? Ê, có nên coi cướp ngân hàng không các bạn? Có nên coi cướp ngân hàng không? Không biết hôm nay có cướp ngân hàng không nữa. Để mình chạy thành phố cái đã.
Mà hôm nay mình không đi cướp đâu, tại mình đi cướp hoài à các bạn ơi, mình không có muốn đi cướp nữa đâu. Mình vô muốn mình đứng mình coi, với là mình coi mình chở vô mấy thanh niên thôi. Mua Lumber đi. Lumber chạy chán chết, chạy mấy cái này mới ngon. Nhưng mà các bạn yên tâm là sắp tới có một con xe siêu ngon cập bến vào đây nha, mình chỉ hé lộ cho các bạn một chút xíu vậy thôi, chứ ngon hơn Lumber nhiều. Nay con này chạy được có 170 xe kiển thôi, cho nên là không có chạy, không có đua bê nhiều. Xe kiển à, cảm ơn bạn Khang một lần nữa nha. Cái này các bạn nhắn mình không có đọc được, tại vì bạn thông cảm lắm. Do là cái màn hình bên này nó nhỏ quá, mình chỉ thấy được cái tên bạn donate thôi, chứ mình cũng không bật chữ Google nữa. Tại vì lúc trước có nhiều bạn lạm dụng cái chữ Google quá, cái stream cứ toàn bật chữ Google lên, cho nên là mình tắt lâu rồi, không còn chữ Google nữa. Ủa, ở dưới còn nói gì nữa hả? Nãy ông sếp kêu giải tán rồi mà. Được rồi, thường thường là Blue ở đây. Không có, để mình ghé bên đồn cảnh sát mình tìm thử. Ủa, con xe này các bạn thấy nó mạnh không? Nó giật một phát, nó lắc đít qua luôn. Một con Italia hồi trước của anh nó không có được ngon lắm đâu. Biết bà Thu có đang đâu nữa để mình gọi nữa xem. Số điện thoại không liên hệ Blue đây. Rồi xong. Cái điện thoại nó như vậy luôn. À đây. Alo alo. Alo. Alo nghe không? Nghe không? Nghe nhóc. Đâu sao thôi ơi, đang đâu? Đang ở đồn PD. Đưa xe không bạn? Giúp bạn bạn, tôi cứ sợ bạn hả? Chào. Chào nè, alo. Bạn ở đây, tôi đang trước đồn nè bạn. Bạn ở đâu? Ok, tôi giờ tới liền à, đợi đó, cấp máy đi. Ý, sao chị bạn? Đưa xe không? Quân đội cứu kẹo xe hả? Vậy quân đội gì, người ta hết giờ lao rồi, người ta giải lao rồi. Bạn thấy tụi tôi còn mặc anh về đây vô khán nha, đồng chí gì vô khán nha. Anh chị ơi, đi ơi, đừng mọi người. Bắt đầu đi. Xe mạnh, mọi người thông cảm, xe mạnh quá không có kiểm soát được. Mọi người. Bây giờ chạy nè. Đẹp cái thắng, đừng có đẹp cái gà anh trai. Sao cái gì, cái gì? Em sửa phạt được đó. Sư phạt cái gì? Láo thì thật vậy. Anh thấy con bắt đâu? Thấy cái gì? Anh thấy đồ bắt kinh không? Nghe cái bản đồ bắt kinh kìa. Làm gì có đâu. Nè tôi đậu bên lề rồi bạn ơi, tôi đậu bên lề rồi bạn ơi. Đeo một cam nha anh trai. Đâu rồi, bà Thu đâu rồi? Bạn kinh đồ giống bạn không? Bà mới rủ anh đi đua xe, bà đâu rồi? Bà Thu đâu rồi? Kìa, mới nhắc tới luôn kìa, cút. Thu về à, Thu về. Ôi, con xe này nó mạnh lúc mà vừa rớt cái đầu xuống nó lên được nữa luôn nha các bạn. Coi nè. Dạ. Tông bắt đền bây giờ. Nè các bạn thấy con xe mình nó mạnh nè, đây nè, nó lên nè. Lên đầu xong giật cái nữa, hồi nãy nó lên được 2 lần luôn. Xe này hả? Ok được hết trơn không? Nhưng mà đua này đâu có ai trứng đâu, không ai trứng hết trơn á. Từ đó mình đi kiếm chỗ mình bỏ đèn xe này nữa, tại vì xe này bỏ đèn nó mới đẹp. Nhận bằng không? Anh có bằng rồi nha. Cái bằng đó có rồi. Bằng tốt nghiệp có rồi. Nè, con xe này nè. Ôi, xe này đua ai lại? Tao nhóc. Đấy bắt đu. Ê. Xe bóng đầu được mà. Ai bị đứng trước cái đầu xe. Ê nó bắn mình luôn kìa, mấy này láo thiệt chứ. Mấy cái xác láo thiệt nó bắn mình luôn kìa. Ủa bắn hư xe mình luôn kìa. Trời ơi lệch cái cửa luôn, láo thiệt chứ. Yêu xe. Láo thiệt chứ. Bạn coi chừng á. Yêu xe. Đó. Thôi chắc là bây giờ làm gì nữa ta. Giờ ấy trời ơi bắn được luôn kìa. bạn được lắm. Bạn có chừng á. Sẽ không?
Láo thiệt chứ. Chết rồi bạn. Bắn bắn lại chứ. Ai bị bắn mình. Láo thiệt. Chứ xe các bạn ơi, xe hư rồi. Hiện tại là nếu mà muốn cướp địa bàn mình cũng không có cướp được, tại vì bây giờ mình không có còn trong băng đảng nữa, mình đang trong quân đội rồi các bạn. Khi nào mình xong hết quân đội mình vào bên cảnh sát một thời gian rồi, nếu mà khi nào mình chán thì mình sẽ về lại bên băng đảng ha. Xe nó ngon gì lạ lướt vậy mà mấy bạn lại không thích. Xe ngon chết. Mình thích mấy cái dòng muscle như thế này. Nè bây giờ nếu mà các bạn muốn mình độ cái kiểu mà hầm hố. Ê ê ê con kia chạy theo kiểu gì vậy, con mắt đĩ chân à? Xe mà. Bạn xuống xe tôi á. Bắn bạn bây giờ á. Láo thiệt chứ. Rủ Tabo đi phá, Tabo bây giờ đi nhậu rồi. Đông quá. Hình như các bạn này đang độ xe là trong này độ một người thôi, các bạn mình không độ được nữa. Đúng rồi, mình không có thay được cục máy để mình độ kia mình thay. Ra like rồi có đăng nha các bạn. Cái cửa mở lên coi. Đâu rồi con mẹ Thu đâu rồi? Thôi con xe đã xanh cùng bóp không có chơi, không có đủ tuổi để chơi. Ê ê về bệnh viện cho. Về bệnh viện. Ok đi về bệnh viện. Đi ra ngoài đua nè, đi trên đó. Con này sao đua lại. Con này mình chạy có 170 à. Độ lên full nó cũng chạy có 170 à. Mấy con kia nó đâm hậu ghê lắm, con này mất sộ mà. Nè đếm nè, 1 2 3. Xe tôi chạy không lại. Tôi biết xe tôi chạy không lại mà bạn ơi. Xe tôi chạy có 170 à bạn ơi. Này đi bể trước mặt. Đường bệnh viện mà đúng không? Đường bệnh viện đi đường này. Kêu không? Ôi. Ủa thua đâu. Tới rồi nè. Ây da trời. Tới nè bạn ơi. Tới đọc nội kia đó. Xuống đất xe mình té luôn. Gì đó? Vậy bạn chạy cái gì bạn đâm đít đa bạn. Đang chạy. Bạn đâm đít tôi. Láo nó đập cho tôi hư luôn rồi. Thằng kêu muốn gì mày? Muốn cái gì? Muốn gì? Cái nào mạnh hơn? Thôi tôi nể bạn đông thôi. Tôi thắng rồi bạn ơi. Thua bạn ơi, cái vỏ. Tôi tới trước bạn mà. Bán máu trời. Thanh niên chạy xe máy tông vô đít xe mình. Ấy luôn. Xe tôi đứt tông rồi. Đó, nếu mà độ thì nếu các bạn muốn độ mà độ đó thì chỉ có cục máy đó thôi, độ nguyên cục máy nhìn mà nhìn nó kiểu bị hầm hố quá. Đi. Vô bạn đưa tôi đây từ từ. Đưa tôi đây qua chỗ sửa xe đi. Đi quay đầu lại, đưa tôi đây qua bên chỗ độ xe. Không, con xe cần gì dám xoay bánh như mình. Nè, 1, 2, 3. Được, mấy con xe hút mạnh dữ ta. Cái lực nó tuy là nó chậm nhưng mà nó hút mạnh, mạnh dã man luôn các bạn. Hút phát xe blue, lật đít luôn. Tuổi, nè tiếp nè. Thôi cái này mình không có dám ăn. Cái đạn đó, nó trượt, nó xuống dốc nó nhanh lắm. Đi lùi. Tiền nữa chứ. Đây, từ để mình đổ xe. Nó chỉ có mỗi cái nắp hút thôi. Đây. Đó, nếu các bạn muốn độ thì nó sẽ độ như thế này ha. Thì nó sẽ có cái cục máy, xong rồi nó có mấy cái độ trên nó hở ra, nhìn con xe nó cơ bắp hơn. Nhưng mà mình thì là Cái gì? Đu xe làm gì có, làm gì có. Con xe đỏ đu xe kìa, con xe đỏ. Mấy này nó cùng đồng bọn nha. Ok, để xíu. Láo thiệt. Xử gì, xử xe đi.
Nó bắn xe mình rồi các bạn, nó bắn xe mình rồi các bạn. Láo thiệt, láo thiệt. Mấy này nó dụ mình đưa xe mà nó kêu đồng bọn ra bắt mình chứ. Được lắm. Tông xe nhau rồi, tông xe nhau rồi. Tượng xe này mình chưa có chạy quen cảnh sát trong thành phố nha. Chưa có quen. Ủa đường này đi được đúng không? Đúng không, đường này đi được, đi được. Không một con đường bị nhầm, nó đi nhầm đường kia luôn. Mấy anh chơi kỳ cục quá. Quỷ Kim nó chơi nó gạ mình đua xe. Xong rồi nó kêu cảnh sát nó qua nó bắt cảnh sát với mình chứ. Được lắm nhóc ác. Có mà lâu dí theo đuôi kìa. Có vẻ như hôm nay có cướp ngân hàng nha các bạn. Mình thấy có setup cướp ngân hàng rồi á. Có bà Lưu phải đi theo kìa. Bà Lưu á, bà Lưu là bà trong chung với mấy ông cảnh sát kia luôn. Con này độ rồi các bạn, độ full rồi. Video mà mình đi qua bên xếp hào nãy mình mới đăng á là mình độ full con này rồi. Không có còn độ gì hết trơn á. Chứ có mỗi cục máy các bạn muốn lòi ra hay không. Mà mình không thích cái cục máy đó, tại vì nó cảm giác nó to quá. Xe này chạy lại con đó, tại vì con đó nó chạy tới 200 mấy lần, con mình chạy có 170. Nhục vãi. Đại nó đi. Mà con này được cái chạy đẹp mắt lắm các bạn, vô cua các kiểu rip lả lướt đẹp mắt lắm. Tính là thấy được ông cảnh sát rồi kìa. Cướp anh cho nó cướp vậy. Cái gì cướp mà, cướp ngân hàng hả, cướp ngân hàng hả? Cướp. Được, đi. Ok, hôm nay like cho các bạn xem. Ủa mà mình đi cướp hay là mình đi coi? Khoan, mình đi cướp hay mình đi coi? Mình đi bắt anh ơi. Khoan, bắn mày mấy cái rồi mày chơi đua xe mày báo công an mày. Chơi láo, bắn mày hư xe nè. Hư xe thôi các bạn. Thanh niên đi gã đi đua xe mà lại đi báo công an, sao cho công an nó dí mình chạy tụt cái quần luôn. Có cướp, mình đi coi thôi. Nhưng mình cũng không muốn đi cướp đâu, con này nó không chạy nổi đâu. Ok, về quân đội bắn, quân đội xử lý đâu được, quân đội là chuyện nào đó chuyện đó chứ, tại thanh niên kia lợi dụng người quen thôi. Xe đó sao đua lại xe này. Mà hình như nếu mà có cướp là quân đội sẽ được điều quân qua nha các bạn. Mình cũng trong quân đội cho nên là mình chỉ có nhiệm vụ của mình chắc là đi, nếu mà có cướp thật á thì nhiệm vụ của mình là chỉ có đi về quân đội xong rồi mặc đồ ra thôi, tại vì mình đang trong quân đội. Trừ khi mình xin được ông sếp, ông cho mình đi chơi á, mình kêu mình chở máy đi bơi, ông cho thì ok. Chứ không là mình bị bắt về quân đội để mình mặc đồng phục lên mình đi qua bên hỗ trợ cảnh sát. Đổ xăng cái. Mấy con xe giải cảnh sát đợi hôm bữa bỏ hết trơn rồi, cái hôm mà cái lúc mà đi bị ông Hào dí đoạn kia là ông kia ông đổi xe là mình bỏ xe đó rồi, tại vì xe đó lúc đó không còn xài nữa. Xong thời gian cái ông lại đổi lại xe cũ, giả man thiệt. Lừa đúng lừa luôn. Mua Lambo đi, dạ hôm nữa có một con xe ngon hơn Lambo nhiều. Các bạn chắc hẳn cũng đã từng nghe tên con xe đó rồi. Xe này mua 3 triệu mấy á, 3 triệu rưỡi trong shop em. Bữa mới mua 3 triệu rưỡi. Xe đẹp mà, trời ơi con xe các bạn nhìn thấy không? Dựng cái bên con này ăn hết luôn. Lên bớt chơi bị bắt rồi, bớt chơi bị còng rồi. Từ để mình đi lên khu ngân hàng xem coi. Nãy mình thấy có xe rồi, đây nè, mình thấy có xe. Nếu mình đi thì mình sẽ đi góc đường này chứ. Đây thôi, tại vì đứng dưới kia bị công an nó, nếu mà công an đi ngang nó bắt á, cho mình vô thành ăn cướp luôn á. Không, con xe này chạy siêu đẹp mắt luôn. Nhưng mà nó không nhanh thôi, chứ nếu mà nó nhanh nữa thì nó không đẹp mắt nổi đâu. McLaren hả? Không đâu, con xe này ngon hơn nhiều mà hiếm hơn nữa. Bật mí với các bạn là hiếm hơn nha. Nếu mà bạn nào đoán được tên con xe đó thì
xem mình sẽ làm theo ý các bạn một tập video chẳng hạn. Tự nhiên kiểu Khang là cái có cái cục lò lên đó hả? Ủa trong đó đang có chuyện gì á? Đang có chuyện gì vậy mấy sếp? Tổng số điểm 8/12. Tụi đó mình đi lượn ngay ngân hàng xem như thế nào. Koenigsegg, Lican, Bugatti test tốt nghiệp. Đang bán về đồng chí gì? Đang dễ lao. Kìa có xe kìa, có xe chặn luôn kìa. Đồng chí gì không biết nó chơi tốt nghiệp không? Ai thèm. Sếp Hào cho rồi. Lêu lêu. Sếp Hào cho rồi, mấy người kia là lính của sếp Hào thôi. Rồi để mình đi kiếm ngôi nhà mình bật đèn á các bạn. Không bật đèn được khó chịu lắm. Cái này đẹp mắt vậy mà. Bugatti á. Không các bạn cứ đoán đi rồi chắc ở tầm ơ à, rồi xong. Crash game luôn. Ôi trời ơi, tôi đang chơi mà crash game luôn cái chơi. Vãi. Crash game luôn rồi. Khóc ra nước mắt luôn. Không biết giờ này vô được không nữa nè các bạn ơi. Giờ này 9 giờ không biết vô được không nè. Rồi xong luôn, đang thu màn hình luôn. Crash game luôn. Tan. Nếu mà không được là mình off stream nha. Nói chung là hôm nay stream cũng khá là lâu rồi, tầm tiếng rưỡi. Ok rồi. Giờ này bóp mạng rồi, mình không vô được luôn rồi. Mới vừa nói xong tôi buồn quá mà. Tôi buồn quá. Crash game. Không vô được luôn rồi. Để mình mở trong vô vọng xem là có vô được không. Nếu không được thì mình bye bye các bạn ở đây. Hẹn các bạn vào một ngày đẹp trời nào đó. Mình sẽ stream cho các bạn xem. Nghiệp. Mới về lượng ngang ngân hàng. Rồi lát không được rồi các bạn ơi, nó lát nó chạy chứ rờ mới vừa leo leo luôn thiệt luôn. Không, mới vừa nhắn leo leo luôn á, mới vừa sẹt rờ nhắn lên xong rồi sẹt leo leo phát cái bị crash luôn. À lên được không ta, lên được không ta, lên được không ta, lên được không ta, lên được ta, lên được không, crash game rồi. Oh no, buồn quá mà. Đây đang chạy vô game lại xem có được hay không. Vừa leo leo chứ. Mình vừa leo leo xong luôn. Vừa nhắn leo leo. Nó mất tiêu luôn. Cay đi chứ. Cay đi. À, server mình chơi là server này nha các bạn. Nếu mà các bạn nào có muốn vô tham gia chung với mình thì các bạn hãy vô cùng mình nha. Làm về à, đó, các bạn thấy hiện cái hình chưa? Để coi nó lát đầu trọc thì mình sẽ up luôn. Còn nếu mà nó vô được thì mình sẽ chơi tiếp cho các bạn xem. Đây đây. Ăn ở tốt. Khóc phải. Đang chạy đang lêu lêu. Lêu lêu phát sụp bắn sụp game luôn. Mất tiêu luôn. Game đi sao quá. Nè đang vô game nè. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Bugatti đi vô hả? Mọi người cứ đoán đi. Rồi để cho các bạn. Nói chung là con xe đó ít người nghĩ tới và ít người biết tới lắm. Nói sợ bôi hỏi chắc tôi nói về tên xe luôn á. Nhưng mà hiện tại cũng chưa ổn định lắm à. Mình đang còn suy nghĩ. Nè hình con chó này các bạn. Đợi xíu cho vô được không? Cái phải. Mới gì tôi lên lên kia xong. Rồi, hết nghe tiếng nhạc rồi đó, từ từ, hết nghe tiếng nhạc rồi đó. Rồi, multiplayer started. Rồi, vô đi, vô đi. Vô, vô, vô. Bạn tôi chiến. À, xem mod nha, chứ không phải xem trong game nha các bạn. Rồi, dính thằng đầu chọc rồi. Bagani, Hennessy. Ôi, Hennessy cũng có người nhớ tới. Apollo, Apollo nhớ có con kia à, đúng không? Apollo, Yoshina. Thôi, xong. Ồ, vui quá, giá quá, sao là vui. Không vô được rồi các bạn ơi. Không vô được rồi tại vì dính mà đầu chọc rồi. Giờ này 9 giờ mấy 11 giờ mình mới chơi tiếp được. Rồi thôi chắc là mình off stream ở đây nha. Hôm nay thật sự rất là vui và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi stream hôm nay của mình.
VinFast. Có ông nào vô comment VinFast luôn. Siêu xe mà. Rồi đó, ok, chúc các bạn ngủ ngon, mai đi học, mai thứ hai đi học kìa, lo đi học đi kìa, đó lêu lêu, được lắm, đó lêu lêu. Được lắm. Thôi, bye anh em nha, hẹn anh em hôm khác mình stream tiếp cho. Ok, bye bye anh em nha. Goodbye, goodbye.